Em không biết em lãng mạn hay không, nhưng mà nhiều lúc em trước khi đi ngủ ấy, đôi khi thôi, em nằm em tưởng tượng là sau khi em có gia đình, em có con đúng không? À, có thể vợ bàn giày, em chở con đi lòng vòng. Ủa sao biết giờ vợ tương lai giáo viên luôn hả? Em nghe rồi, em nghe rồi. Cái này mới chế lên nè. Em nghe. Mới chế. Được. Mời bạn nữ bước ra phía trước. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Chú chào con. Dạ, tại trước khi đến tham gia chương trình đó là ba con có dặn là khi gặp chú Quỳnh Linh thì con phải chào mừng chú, như vậy con mới ngoan. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn ba con luôn. Con tên gì con? Con tên là Thu Hương, năm nay con 24 tuổi, con là cô giáo. Chú Quỳnh Linh chào cô giáo. Bây giờ để coi gặp bạn trai này coi con hay là chú cháu đi. Mời con, yêu mời bạn. Ơn trời, anh đây rồi. Gì vậy? Con vừa lâu bây giờ mới gặp được anh. May quá. May quá. Gì vậy? À. Chào chị Cát Tường. Chào Thu Hương. Chào anh Quyền Linh và chào bà con. Nè nè, bây giờ kêu anh Quyền Linh bằng anh hay bằng chú? Bên kia kêu bằng chú đó. Thế là chào chú Quyền Linh. Con tên là Chiến. Con năm nay 26 tuổi. Con với chú Linh thôi, còn chị Cát Tường. Con làm nghề gì? Con làm bên chỗ gọi là mọi người chạy ra, con lại chạy vào. Là cái gì? Quả hả ta? Cái này nghe lạ. Cú quả. Con thì làm trong sân bay quân sự. Ta gọi là bộ đội cứu quả đúng không? Dạ. Dễ thương ha, là cứu quả vui vui tính quá hả? Quê bạn ở đâu? Dạ, quê con thì ở Nghệ An. Nghệ An? Dạ. Bạn bên kia quê đâu vậy? Dạ thưa chú, con ở Bình Phước, nhưng giờ con đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng làm thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Cũng lớn rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, sâu đậm nhất là một mối tình. Sâu đậm một mối hả? Vâng, kéo dài gần 5 năm. Tại sao ta lại chia tay nhau? Lúc đó là em cũng đi học ở ngoài Hà Nội. Nhiều khi người ta bảo khoảng cách là xích lại gần nhau, nhưng mà đối với em đây thì khoảng cách nó có những cái mâu thuẫn. Người con gái ở trong này mình không quan tâm được. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng gần được 3 năm rồi chị ạ. 3 năm nay cứu quả không cho nên không có bạn gái hả? Dạ, phòng không không quân. Mình thì có bao nhiêu mối tình rồi cô giáo? Dạ, em thì mới có một mối tình thôi. Mối tình đó là hồi sinh viên. Mà người ta hay nói là mối tình sinh viên là mối tình gà bông chích bông á. Thì nó cũng không có tới đâu hết chị. Hôn chưa? Rồi. Lớn lên đi, có gì đâu. Học thì giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3, môn lý. Môn lý khô khan lắm, sao nhìn em ướt nhẹp vậy? Sao ế? Ế là do là tại vì là em chưa tìm được người tử tế. Nên là em rất là tò mò, là không biết là anh nam bên kia là có phải cái mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không. Vậy mẫu người lý tưởng của em là người sao? Dạ em thích một người nam, là một thanh niên nghiêm túc, có một lối sống trong sáng, lành mạnh, biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm và đặc biệt là phải có chí cầu tiến. Bộ đội bên đây có sẵn hết tất cả mọi thứ đó luôn, yên tâm ha. Dạ. Để nhìn nhau thế nào thôi, đã nói bộ đội là kỷ luật sắc lắm. Lập trường tư tưởng vững vàng. Đúng rồi, lập trường tư tưởng vững vàng. Dạ. Không có gì lo hết. Đúng rồi. Bạn gái như thế nào? Sống tình cảm. Rồi. Vui vẻ, quan tâm tới gia đình. Và có thể là tôn trọng trên và dưới. Đơn giản vậy thôi. Em đơn giản vậy thôi. Ngoài cái nhiệm vụ cứu quả ra, bạn còn có cái sở trường gì không? Bộ đội hát được nè. Chứ bây giờ đi cô gái mà nói là biết cứu quả không thì chết rồi. Bên đây hát không có nhu cầu trái nha. Hát bài về Nghệ An ha. Hay hát bài lính cứu quả gì đó. Được không? Làm bẩn thử coi. À vâng, em thì qua đây em cũng không phải là giới thiệu về nghề cứu hỏa. Em sẽ hát một bài về cứu hỏa. Bắt đầu. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, gieo dài đẹp trai yêu đời, yêu người yêu mãi em thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn dạ, anh bộ đội cứu chị. Hỏa. Vâng. Nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được nghe bài về người lính cứu hỏa. Vâng. Nghe là thích bạn gái hay sao? Cũng dễ thương được thôi. Nhìn cái chị thì em thích cái đấy. Cũng lanh lẹ lắm. Dạ. Nè. Đâu có đâu. Trời, lính mà, người lính phải năng động vậy chứ. Có cái điểm nào không thích? Em không thích phụ nữ là không biết nấu ăn, không biết trên dưới. Có lãng mạn không? Em không biết em lãng mạn hay không, nhưng mà nhiều lúc em trước khi đi ngủ ấy, đôi khi thôi, em nằm em tưởng tượng là sau khi em có gia đình, em có con đúng không? Có thể vợ bàn giày, em chở con đi lòng vòng. Ủa sao biết giờ vợ tương lai giáo viên luôn hả?
Em nghe rồi, em nghe rồi. Cái này là mới chế lên nè. Em nghe. Mới chế. Đúng thật. Không, nhưng mà vậy là cũng lãng mạn, lành lắm. Rồi để em kể. Rồi em chở con ra chỗ mà các công viên mà có khu chơi trẻ con đó chị. Đó, nhìn thấy trẻ con vui đùa cười rất thích. Bây giờ em tiến xa hơn tí nữa là sau khi về già đấy, em đi chống gậy ha. Bà vợ đi bên là đi dạo trong công viên, có một cái đứa cháu. Lúc đó bà vợ nghỉ dạy chưa? Có một đứa cháu là bán bông. À, bán hoa. Ví dụ em sẽ gọi. Cháu ơi. Kêu gọi đi. Cha chú mua giùm cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? À, chú tặng vợ chú đây. Cảm ơn. Anh tặng mình, mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Cảm ơn mình nha. Ông có chú biết không? Ở xung quanh, ở phía dưới, ở xung quanh đó đấy, có những đôi tình nhân cũng lứa tuổi mà cháu của mình ấy, người ta sẽ nhìn vào em kìa, nhìn hai cụ bà kia lãng mạn trước kia. Sau này mình cũng như thế nhé. Ơi. Mình công... thế nhé anh. Ước mơ của bạn rất lãng mạn. Mà trong cái ước mơ quên cái tình tiết trả tiền cho nhỏ bán bông. Mơ khỏi trả. Dễ thương. Được. Tôi chịu bạn rồi đó. Được. Bạn có thích ai nói bộ đội không lãng mạn đâu. Để xem cô gái bên này thế nào. Dạ, con chào chú. Chào con. Anh bộ đội dễ thương lắm. Để coi hai người có cùng đi cứu quả không nha. Hôm nay tới đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, là em tới đây với em trai của em. Chào bé. Dạ chào chị Cát Tường. Bé thấy anh bộ đội cứu quả bển sao? Vui tính á. Nhưng mà ở đây vui tính, không biết về sau là sao ạ. Nhưng giữa tâm lý đàn ông nhau chịu qua này chưa? Đi chơi hợp không? Cái đó chưa biết được, cái đó để xem lại đó. Có thể làm anh rể mình được không? Cái đó em chưa biết. Trời ơi, khó vậy. Cô có vẻ khó, có bồ chưa? Chưa. Bữa nào lên đây nha. Rồi bạn có đi với ai không? Dạ có em họ của em ạ. À em họ. Biết em này khó tính hay dễ tính ạ? Chị Cát Tường chào anh Quỳnh Linh ạ. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương mà rất là hợp với anh ạ. Em thấy em trai của chị này sao? Em thấy em của chị thì hơi khó ạ. Hai người ngồi ở đây được không? Dạ. Nếu hai người ngồi ở đây em bấm nút không? Dạ, chắc là em không, tại bạn khó quá. Khó quá. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Nãy giờ mọi người xung quanh cảm nhận vậy thôi, nhưng điều quan trọng là hai bạn có cảm nhận được không? Hy vọng là chú bộ đội gặp cô giáo bên kia ha. Nào, chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho chú bộ đội và cô giáo bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Được mặt tặng em bông hả? Hoa đó mua là có trả tiền. Dạ. Còn cái trong giấc mơ mới là chưa trả tiền. Lúc đầu anh đăng ký, anh bảo anh thích cái cô gái có răng khểnh. Thấy em có răng khểnh rồi anh thấy là được 60%. Còn sau này thì phần trăm kia là để anh chấm sau. Hỏi bạn ấy đăng ký thích bạn gái răng khểnh, ban tổ chức tính tặng cho bạn ấy một cô gái răng khểnh đều hết luôn. Nãy giờ thì em cũng nghe anh chia sẻ cũng khá là nhiều thứ rồi. Thì em muốn hỏi anh một số cái là anh quan niệm thế nào về vấn đề gia trưởng của một người đàn ông? Tại vì anh là người miền Trung đó, là giống như cái anh hồi nãy đó. Anh thì không gia trưởng lắm. Anh có thể làm việc nhà, có thể là anh cũng biết nấu ăn. Anh cũng giặt đồ. Đâu anh mà, hiểu không? Nên là vợ là giáo viên, ví dụ em là vợ anh thì có thể là bẩn giáo án, chấm bài, sổ sách khác. Không. Nhưng lúc em tưởng tượng cái sát thực tế không phải là dạng xẹt chị ạ. Đúng rồi, đó là thực tế đó. Thì bạn. Anh có thể là phù với em để hai vợ chồng có thể là thời gian rảnh. Tụi tí. Nhưng mà bộ đội thì thường hay nguyên tắc lắm. Nhiều khi nguyên tắc lắm luôn á. Không, cái là tùy người em. Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn. Dạ. Bộ đội phải có người này người khác thôi. Ví dụ tính em nghe thấy làm khó chịu như vậy rồi anh sẽ làm sao? Thì anh thấy những người mà say rượu thì người ta nói say chứng tỏ là chưa say. Em nói ngang chứng chưa chắc thì em gì đã ngang. Sau chương trình này thì có thể là mình ta cho nhau cơ hội để hiểu biết cái ngang vướng của em thế nào. Để tức là tìm hiểu thêm đúng không? Sao bạn ấy bộ đội rèn luyện được. Dạ. Nếu như mà bạn gái trong tương lai của anh có học vấn cao anh chẳng hạn thì anh suy nghĩ sao về vấn đề này?
thì quan trọng là người vợ thôi. Nếu người ta biết dung hòa cái đó thì anh nghĩ là ai học cao học cao thì không quan trọng vấn đề đó. Ví dụ lúc bây giờ là lúc mà yêu nhau không sao, nhưng mà lúc mà lấy nhau về là tự nhiên cái bản tính nó bộc lộ ra là sao? Thì anh vẫn thích nhất một câu nói là chồng dần thì vợ bớt lơi, cơm đun nhỏ lửa một đời không khê. Đúng rồi, bộ đội hả? Nãy bạn hỏi câu này, đàn ông á là đôi khi sợ phụ nữ là học cao hơn mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ rằng với bộ đội thì cho dù học có yếu hơn bạn, nhưng tôi nghĩ rằng bản lĩnh sẽ cao hơn bạn, đúng không chứ bộ đội? Đúng. Bắt tay cái. Bắt tay. Vô tình cảm cái đi rồi mất dạ. Lúc. Em phản nhận với anh thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng dễ thương, suy nghĩ thì cũng khá là chín chắn. Như là được rèn luyện trong một môi trường rèn luyện nghiêm ngặt như vậy á, thì cũng có cái kỷ luật cũng khá là cao. Dạ, còn cái vấn đề mà trực đêm rồi gì đó thì cái vấn đề đó là cũng đi đúng không? À, trực đêm thì anh thỉnh thoảng mới trực thôi. Chứ không phải là lúc nào anh trực cả. Dạ. Rồi. Dạ, em muốn hỏi anh câu nữa được không? Ừ. Câu nữa thôi. Với anh thì cái gì là quý giá nhất? Anh thấy là gia đình là quan trọng. Gia đình là quan trọng nhất. Ừ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không giữa chú bộ đội. Đó, đúng đó. Phòng cháy, chữa cháy và một cô giáo viên cấp 3. 3, 2, 1, hết thời gian. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì là em cũng không hiểu đó. Tại vì là em có một cái cảm giác gì đó là em không thể bấm bây giờ được. Anh nghĩ rằng là có thể ngoài đời các bạn sẽ có điều kiện để làm bạn với nhau. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến tới cái gì đường xa hơn nữa. Trước khi lên chương trình thì em nếu được á thì hai người bấm nút. Mà em không đặt nặng vấn đề là bắt buộc phải cô gái bên kia phải bấm nút. Là em thích là em bấm là một cơ hội. Đúng không? Dù sao nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Thay mặt chương trình tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ rồi. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình vào một ngày sớm nhất. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn bạn. Dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Rồi mời bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ em chào mọi người, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn kế bên ạ. Dạ, em tên là Lai Kim Thoa, năm nay em 26 tuổi, em quê ở Tây Ninh. Thì hiện em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Hoa làm nghề gì Hoa? Dạ em tên Thoa ạ. Nhưng mà em làm Hoa hả? Dạ. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản hả? Bất động sản hả? Làm thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào em? Dạ em làm hiện đang làm ở bên quận 8 ạ. Quận 8, rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào bạn gái. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Lê Minh Luân, năm nay 25 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp 10. Hiện tại em là cố vấn dịch vụ tại một hãng ô tô Suzuki. Bây giờ mình sẽ hỏi với nhau đi. Bạn hỏi bên kia đi. Đó, bạn hỏi bằng Thoa đi. Nào, xuyên qua bức màn có thể mình hiểu nhau. Cố vấn dịch vụ là cũng dữ lắm à. Cho anh hỏi lại là em đến từ đâu ạ? Em đang làm việc ở Sài Gòn, em quê ở Tây Ninh ạ. Tây Ninh. Dạ. Em lúc rảnh em thích làm gì? Dạ thì thời gian rảnh thì thường em đi với bạn nhiều, đi cà phê. Thì đi chơi bên ngoài thôi. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hỏi đi. Chị Cát Tường ơi, giúp em với em hết biết hỏi gì. Trời ơi. Em hỏi ảnh đi cũng được. Hỏi bây giờ anh có ngại quen người lớn hơn mình tuổi không? Thì do em là lớn anh một tuổi á, thì không biết là anh có ngại không á. Cái này hả? Nó hơi bị bình thường. Chuyện bình thường thì mình mạnh mẽ lên nha. Không có bình gì thường mà phải... là tại vì trước đó em có quen một người. Là cái bạn đó tới lớn hơn em đến 6 tuổi rồi. Nên là một tuổi thì đối với em không thành vấn đề. Được, vậy được. Ưu điểm của em là gì? Em là người sống có trách nhiệm. Em làm việc hay gia đình hay tình cảm gì, tất cả em đều rất là có cái tâm. Em chỉ học hỏi. Em rất là cầu tiến. Tốt. Khuyết điểm là gì? Em ngoại hình cũng hơi nhỏ đó. Đâu, dễ thương vậy được rồi. Khỏe, quan trọng là khỏe không? Khỏe anh. Khỏe là được rồi. Khỏe hả? Ừ. Khỏe hay không? Chút tôi qua tôi kiểm tra rồi mới biết. Rồi em giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em thì em thấy em là người khéo léo, cho nên những cái công việc mà như nấu ăn này nọ là làm bánh này, em đó là cái sở thích của em luôn.
em làm được cũng khá khá loại bánh à. Giỏi. Ưu điểm của em thì em cũng hay suy nghĩ với người khác á, em cũng đoán được cái suy nghĩ của người ta nữa. Còn khuyết điểm, mình có khuyết điểm gì không nè? Dạ khuyết điểm á thì cũng có lúc em nói nhiều lắm, nó gọi là càm ràm á. Rồi mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em mặc dù là lớn hơn đó một tuổi thiệt, nhưng mà về mối tình chắc là em không có kinh nghiệm bằng bạn bên đó rồi. Ừ. Em chưa có quen ai rồi. 26 tuổi chưa quen ai hết hả? Dạ đúng rồi chị. Em chưa có quen ai cho nên là... Sao cũng xinh xắn nhỏ nhắn vậy mà tại sao không có ai? Thì trước giờ thì cái tính em á, thì em thích đi ra ngoài nhiều, nhưng mà những cái mối quan hệ của bạn thì không phải là không phải là nói chuyện một hai lần đầu là em có thể thoải mái với người đó được. Nên em nói chuyện một hai lần đầu thì nói chung là mình, người ta không có biết được cái tính mình như thế nào á. Người ta không có thể là chắc không có thích lắm. Rồi bạn trai đó, giờ nghe Thoa giới thiệu vậy nghe có khoái không? Chưa có mối tình nào nha. Dạ khoái. Rồi khoái. Rồi vậy thì em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một vài mối tình, nhưng mà đáng nhớ nhất thì chỉ có một thôi chị. Rồi lý do tại sao chia tay? Thì cái điều đặc biệt đó chị, thì cũng là lý do chia tay luôn đó chị ơi. Điều đặc biệt là sao? Điều đặc biệt là cái bạn đó lớn hơn em 6 tuổi đó anh. Quen được bao lâu, quen bao lâu thì chia tay? Khoảng 6 tháng đó chị ơi. Ồ. Miễn thích là người ta không phân biệt tuổi tác đúng không? Dạ. Bây giờ em, mình em lớn hơn có 1 tuổi cho lấy thấy không khí thấy hai người hơi buồn buồn chút nè. Bạn nữ bên kia hát thử coi. Hát lớn lên cho bên này nghe coi. À, chắc em đứng dậy xíu. Đứng dậy luôn cũng được. Dạ. Nhảy múa luôn càng tốt. Để anh qua anh coi trước giùm em nha. Ví dụ đứng dậy múa hát. Dạ rồi, em hát thôi anh. Coi luôn coi. Dạ. Anh qua nói bên kia. Em hơi run cho nên là em hát thì chắc thoải mái luôn nào. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn chung lối, hẹn chung lối yêu. Ồ, hát hay mà, rất ngọt. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em thì giống như mọi người thôi, thì nếu mà bạn đó lăng nhăng đó, thì em không thích được đâu. Thôi còn gì nữa, cái gì mà ngoài cái đó có yêu cầu đặc biệt không, có không thích gì đặc biệt không? Dạ đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều anh bên kia cũng không nhiều lắm. Nếu như anh ấy đồng ý hẹn hò với em, hai người đồng ý rồi, thương yêu nhau rồi, khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới được? Hiện tại thì em 26 tuổi. Từ đây tới trước năm 30 tuổi là ok hết. Rồi ổn. Bây giờ nghe chưa? Em có đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào không? Do em cũng không có cao lớn lắm cho nên là cái bạn đó thì cứ lớn hơn em, cao hơn em tầm một xíu là được rồi. Nếu mà bạn đó có chơi thể thao thì tốt, tại vì nhìn nó người khỏe mạnh thì em thích hơn. Nếu bên này hơi nhỏ con ốm yếu để lát chị qua chị coi thử. Bạn này chơi thể thao dữ lắm luôn á, đánh rồi. Cờ nè. Em khỏe không? Khỏe à. Giờ em làm gì để có thể chứng tỏ cho chị thấy là em khỏe? Em nghĩ nam mình thể hiện chắc hít đất quần hít xạ thôi chứ nào có gì nữa. Rồi em làm đi. Chị có giới hạn không hả chị, hay là nói chung là em cho nhiêu chị lấy nhiêu à? Quan trọng là coi thái độ khỏe không thôi. Đúng rồi. Lâu lắm mà không có luyện. Luyện đó hả? Đừng xỉu đây nha. Đứt nhõng lên trên vậy. Sát luôn, dễ sợ chưa? Mặt sát luôn kìa. Đó. Coi chừng cái lỗ mũi. Được. Thôi được rồi. Được rồi, tốt rồi. Chị tim ổn định không? Dạ được. Rồi ngồi ghế đi. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích bạn gái sơn móng tay là đẹp. Sơn móng tay đẹp mà. Sao vậy, tự nhiên sơn móng tay có gì đâu không cho sơn. Không thì cái đó là không phải là xấu, nhưng mà có điều bản thân em không thích thôi. Rồi. Dạ, chứ đừng có xăm mình nha chị. Rồi, có gì nữa? Chứ đừng có ăn mặc hở hang quá là được rồi. Hình như em hơi... Sao khó chịu vậy? Dạ, em muốn mẫu người sao em nói đi, cái mẫu người lý tưởng của em sao? Em thì mẫu người của em hướng về cái phần người phụ nữ truyền thống đó chị. Rồi. Nhưng mà em cũng có tiêu chuẩn như người phụ nữ mà em thích là phải 4S mà 3H. 4S, 3H. Rồi, S gì, H gì? Giống số xe quá vậy. SH. S thứ nhất là sang, sáng, sạch. Mới có 3 hả? Còn S còn lại là chữ S đường cong á chị. Trời ơi. Sang, sáng, sạch. Rồi, còn 3H. Còn 3H đó là hiền,
Hiếu với Hạnh đó chị. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ, wow, cái đó là ước mơ thôi chị ơi. Ước mơ còn chị là mơ. Thực tế thì cái đó thì em nói với chị đó, mơ ước thôi. Còn thực tế thì phụ nữ sống hiếu thảo nè, chân thành là được rồi. Đúng rồi, vậy thôi. Bên kia được, tướng tá được, sức khỏe được. Còn tiêu chuẩn thì hơi mơ mơ tưởng quá. Rồi, nghe ý kiến gia đình cái coi nha. Hôm nay em đi với ai nè? À, dạ em có đi với chị họ của em với lại bạn thân của em ạ. Dạ em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay ạ. Rồi chào em. Em nói đôi chút về bạn nam bên đây á, thì có vẻ hơi nhỏ con. Rồi. Một bên thì là bên bé Thoa là bán nhà bên đây bán xe, hai bên cùng giàu rồi. Dạ còn về bên Thoa thì Thoa dễ thương, hiền, đặc biệt là Thoa nấu ăn rất là ngon. Em cứ đi làm mà về là sẽ có món ăn cho em ăn. Có không hay là ước mơ chỉ là mơ? Thì hy vọng là Thoa với bạn nam này thì có thể là tiến tới xa hơn. Rồi, rồi cảm ơn em. Sao bạn? Bạn đi với ai? Dạ cô chị đồng nghiệp trong công ty em. Rồi chào em. Em chào Huyền Linh, chị Cát Tường và các vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Chị thấy bạn Thoa bên đây á, thì Thoa về cái phần hướng hiện đại cũng không hiện đại mà truyền thống không truyền thống. Còn Luân bên đây á, thì em nó rất là hiền, rất là nhát. Chị nghĩ là Luân với Thoa là hai đứa hợp nên hẹn hò. Hợp, hẹn hò. Chốt lại là hợp, hẹn hò. Rồi bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha, ở cái nhìn đầu tiên. Kéo màn lên. Dạ, em gửi anh. Đây là bánh tự làm á. Mình là nam ha, nhường lời cho em là nữ. Anh hỏi đi, em hỏi anh trả lời cho. Anh đã chủ động hỏi em chứ. Hai người nói qua nói lại vậy tới sáng luôn. Dạ thôi để em nói trước nha. Tại hồi nãy có một cái anh thích á, một cái người phụ nữ mà có 4S và 4H luôn á anh. Dạ, thì anh cũng thấy em rồi á, thì anh không biết là có được chữ S với chữ H nào của anh hay không. À 10/10. Ừ dạ. Ồ em tốt vậy. Ôi. Ôi ôi. Hiện tại thì không biết là công việc anh làm ở đâu anh? À anh đang làm ở Tân Phú gần Đầm Sen á. Dạ. Em nãy em nói em làm ở quận 8. Dạ đúng rồi. Thì cũng gần ha. Dạ. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh thích đi du lịch nhưng mà cái anh thích khi nào mà cái khả năng mình có lúc đó mình tập trung mình đi một chuyến lớn giống như anh thích đi Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản á. Chứ còn đi nước ngoài thì em chưa được đi à. Thật sự mà nói thì đi phượt thì anh không có thích lắm. Dạ. Nhưng mà nếu đi thì nếu em thích đi thì anh vẫn đi với em được. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi em. Nào, hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Lắng đọng lại. Chúng ta có nên bấm nút hay không? Bởi bấm nút, chúng ta sẽ có cơ hội đi đến cuối cuộc đời. Bấm nút là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Cuối cùng hai bạn ấy đã bấm nút. Nào hai hai người nắm tay nhau. Người ta chưa có bạn trai đó, chưa có mối tình nào đó. Tay này, tay này, tay này. Trời ơi, nắm mà phải kiều khều chỉ tay này nữa. Ôi, tay này. Vậy à, cho anh hôn một cái nha. Rồi, chào bạn. Dạ, mời bạn nữ. Anh Nguyễn Linh. Rồi, để bạn nữ ra cho. Rồi, mời em rồi. Rồi, bây giờ có bạn nữ rồi đó. Mình giới thiệu đi nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn kế bên và chào quý vị khán giả. Mình tên là Phan Đăng Lưu.
Năm nay mình 24 tuổi, hiện tại mình đang làm việc ở Long An và sinh sống ở đó. Ngành nghề của mình là nhân viên kỹ thuật cho công ty thức ăn chăn nuôi. Tên của bạn rất là quen thuộc trên con đường ngày nào tôi cũng đi. Phan Đăng Lưu. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh ạ. Tên Phạm Xuân Thị, hiện đang là nhân viên của công ty xét nghiệm ADN ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê ngoại ở Bảo Lộc, nội ở Tiền Giang, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh là ăn được, ngủ được, dễ nuôi ạ. Còn điểm yếu thì lề mề hay lượng. Hay lượng là sao? Tức là ví dụ như một cái việc đi làm về chấm công thì chấm công lúc 5 giờ thì em chấm đúng 5 giờ, nhưng mà 5 giờ rưỡi mới ra được khỏi công ty. Tại vì cứ quên đồ đi ra đi vô, đi ra đi vô. À vậy là lượng đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì điểm mạnh em là làm việc thì có trách nhiệm. Em thì rất là trung thực, ai nói gì em tin đó hả? Có điểm yếu gì không? Dạ em điểm yếu thì chắc là do ham ăn. Ăn thì ăn rất là nhiều. Cử ăn em thấy là một tô cơm, sau đó em phải ăn thêm trái cây, sinh tố, nọ thêm nữa. Chắc là này đặc điểm cũng lạ lắm nha. Về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một mối tình duy nhất công khai thôi. Quen thời đại học, được mấy tháng thôi ạ. Quen mấy tháng à? Dạ. Là mối tình chính thức đó. Dạ đúng rồi, công khai cho mọi người biết, ba mẹ biết luôn. Rồi tại sao chia tay? Cũng không có thường xuyên liên lạc, rồi cũng coi như là không có tình cảm gì nhiều. Vậy là cũng chưa sâu đậm. Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình và 1 mối tình chính thức. Khoảng được 5 năm rồi em chia tay cái đây 3 năm rồi. 5 năm sao chia tay em? Dạ mối tình đó thời học sinh sinh viên đó chị. Tụi em quen nhau thời gian đó, sau này thì ra trường đi làm thì mỗi người một nơi rồi. Em cũng lúc đó cũng hơi vô tâm. Xin lỗi chứ với bạn còn rồi. Nhỏ đúng không? Dạ, còn nhỏ. Trẻ trâu chút xíu. Dạ. Bây giờ là gọi là chắc chưa? Dạ bây giờ đúng thời điểm rồi. Rồi được rồi. Mình muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ trắng trẻo, xinh tươi, dễ thương, vui vẻ. Bạn có lập trường chín chắn? Trắng trẻo, xinh tươi, vui vẻ, lập trường chín chắn. Chà cái này cũng khó nha. Rồi còn gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không em? Dạ thấy em nghĩ như vậy là được rồi. Vậy là quá lắm rồi. Em không thích điều gì người phụ nữ. Đứng núi này mà trông núi nọ. Đứng núi này tao phải nhìn núi nọ chứ. Không lẽ tao đứng núi này tao nhìn xuống núi này. Trong tình cảm thì đã xác định là yêu rồi thì yêu tới cùng chứ không có bỏ dở dang người khác nữa. Dạ đúng rồi. Chứ đứng núi này dùng cái từ đứng núi này núi nọ nè. Ai cũng vậy, không bao giờ tao đứng núi này tao nhìn núi này chứ á. Tao phải nhìn núi bên kia. Sao núi xa xa nữa. Em có hình dung được cái mẫu người lý tưởng của em giống ai không? Cụ thể luôn đi. Dạ em nói chung là ai đẹp là em thích. Vậy là mẫu người của em phải đẹp. Đó, bên kia nhấp đáp. Vậy là em cũng đứng núi này trong núi nọ rồi em có người đẹp rồi, các em thấy người đẹp hơn rồi các em thích rồi em bỏ người này. Dạ không anh, em chị ơi, em thật thà lắm. Ai yêu em thì em yêu lại rồi chứ em không có mà. Mấy người yêu em một lượt em yêu lại mấy người luôn. Dạ không, thì như bạn đó đúng thời điểm của em thì em sẽ chốt ra đó. Em không mở cái tim này ra nữa. Em đang hình dung tưởng tượng bạn gái bên đây là người như thế nào? Theo em nghĩ thì chắc là trắng, tóc dài, mũi cao. Trắng, dài, mũi cao. Cặp lắc hết trơn hết trời. Rồi bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai của em là nghe thì nó hơi kỳ kỳ. Thứ nhất là phải lên phòng khách được, xuống nhà bếp được và quan trọng là phải đẻ được. Lên phòng khách được. Dạ. Xuống nhà bếp được. Vô phòng ngủ. Đúng không mọi người? Vô phòng ngủ. Dạ. Là đẻ được. Dạ, tại vì đẻ được á là do em làm bên công ty xét nghiệm ADN á. Thì thấy có nhiều anh đẹp trai cao to nhưng mà đi vô sinh, xét nghiệm đủ thứ hết. Vậy là quen xong việc đầu tiên trước khi tiến tới hôn nhân là phải đi xét nghiệm ADN. Dạ đúng rồi, sẽ đến công ty xét nghiệm ADN, em tài trợ. Tài trợ chị với, cho coi chị còn khả năng không em. Ngoài vụ đó xong rồi, ADN ổn định rồi đó, còn gì nữa không? Lên phòng khách được, tức là ít ra bên ngoài là cũng phải là một người sáng láng, dễ nhìn, thành công một chút. Dạ. Còn xuống nhà bếp được thì tức là phải biết nấu nướng. Hoặc là không nấu được thì cũng phải biết phụ giúp. Rồi, đứng phá cũng được nữa, miễn đứng có tụ cho vui được rồi. Bây giờ em tưởng tượng hình dung anh bên kia như thế nào? Có vẻ như hơi khó tính. Nha. Khó tính hả? Không khó đâu. Nghe em thấy kiểu như vậy. Khó không tính khó hả? Rồi em, anh đây dễ lắm á. Ai yêu anh đi rồi. Hoài cổ hay sao đó? Hoài cổ hả? Cái này chắc không có hoài cổ đâu. Này hiện đại lắm à. Em hình dung vóc dáng ảnh, tướng tá anh sao? Chắc là cũng cao. Cao. Trắng. Trắng. Anh hơi trắng mà chắc là anh cũng phải trắng. Cao. Trắng. Để tôi coi. Dạ chị. Trắng có trắng, cao có cao. Sáng láng có sáng, có láng luôn. Phòng khách được không? Dạ được. Nhà bếp được không? Dạ được. Nấu được món gì? Dạ cơm chiên, trứng chiên, mì tôm.
miền được rồi, đủ ăn được. Đi xét nghiệm ADN được không? Dạ được, chuẩn men chị. Chuẩn men hả? Dạ. Xét nghiệm ADN đâu có biết men hay không men, nó chỉ biết có đẻ được hay không thôi chứ không có biết men hay không men nha. Dạ. Tại sao em cũng đẹp trai vậy mà em ế vậy? Thứ nhất là do công việc của em phải làm việc phải xe ca. Cái thứ hai là cho em hơi nhát. Bạn gặp bạn nữ thì không biết nói cái gì, mà mình nói thì được 2-3 ngày cái hết được. Là mình không có cái vốn ngôn từ để mình nói chuyện với bạn nữa. Rồi cái thứ ba nó là chưa đúng thời điểm. Cũng như là mùa xuân đến thì cây trái nó mới đâm chồi nảy lộc. Thì em nghĩ là bây giờ đã thích hợp. Giờ là mùa xuân rồi đó hả? Dạ mùa xuân. Bạn bè nó có bạn gái rồi có vợ hết trơn rồi. Em thì em có một mình. Mà tôi nói đi đâu chơi cái nó tắt mình vào. Xe hình vậy nó livestream nó kêu mình vô coi. Mình cũng bất ức. Nên quyết định là ngày hôm nay em phải đi lên đây để cho tụi nó thấy được là em đã lên đây đã có được bạn gái. À. Và bây giờ nếu có được bạn gái thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Hiện tại thì em đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì rồi? Nhà cửa rồi các thứ công việc cũng ổn định. Hay quá vậy ta. Nhà của ba mẹ hay nhà của em mà em làm chuẩn bị rồi. Em có hùng vốn á. À vậy thôi cũng được. Rồi em nói chung là lên đây là chủ yếu là để tìm bạn gái chứ không phải là để lên TV để mà nổi tiếng. Giống hay. Như là lên đây chứ để nổi tiếng thì em thấy không có hay. Chính xác. Rồi. Lên đây được. Chủ yếu ta tìm rồi. Tình yêu, tìm vợ. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao mà bà mối qua bà cứ phỏng vấn thằng trai quá dễ trời. Thương chào em gái. Ừ. Trắng có trắng em mày tóc dài đó. Có tóc ngắn anh mà cũng dài dài đúng không dễ thương mà dạ mới dài ra anh kia cũng dễ thương lắm dạ. Nhưng có tính hơi tham ăn chút xíu khi anh dành ăn của em á dạ thì đi mua nhiều hơn hoặc nấu nhiều hơn thôi ạ à. Nấu nhiều hơn thì anh cũng ăn nhiều hơn à tính của anh gì được không dạ cũng được đúng không dễ nuôi ạ à. Có ghen không? Không đâu ạ, bình thường thôi ạ. Thí dụ em thấy người yêu của em nắm tay một người con gái khác, em làm gì? Thì thôi bảo thôi đừng nắm nữa. Em kêu thôi đừng nắm nữa hả? Không nắm thì quay về nhà tính sau. Đúng rồi đó. Thôi anh, đừng nắm nữa, chút về nhà tính sau. Dễ thương hả? Được. Hiền lắm em. Dạ. Được không? Được, được. Bạn trai thấy kết rồi đó. Rồi bây giờ nhà gái hôm nay em đi với ai nè? Dạ có mẹ có bạn. Dạ chào cô. Hai MC dễ thương. Mình là mẹ của bé Thủy. Thủy ơi theo mẹ nhận xét bạn nam ở bên đây thì có cái tính giống như con ấy là cũng tham ăn đấy. Cũng hợp đấy. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội để hẹn hò đi ha. Dạ cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Con trai đi với ai? Dạ đi với lại bà nội với lại mợ cô. Ồ có bà nội nữa. Dạ chào nội. Bà nội sao hôm nay đi lên đây? Nay tại vì thương cháu nội muốn có cháu dâu. Chào nội. Dạ. Dạ nội thấy cháu dâu tương lai này được không nội? Dạ được. Thấy rõ không nội? Thấy rõ. Dạ. Nội có dặn dò gì? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Nội có dặn dò gì cháu dâu tương lai không? Thì dặn dò cháu trai Khoan Văn Lưu là tới đây là lên truyền hình là kiếm được cho được cháu dâu. Dạ. Dạ. Nếu hai đứa đám cưới nội cho gì? Thì nội cho cặp nhẫn. Dạ. Mợ thấy sao mợ? Theo mợ thấy thì bạn gái bên này thì rất là xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn gái ơi, Đăng Lưu tánh tình rất là hiền, dễ thương, hiền lắm mà ngoan ngoãn lắm. Không có rượu chè, cũng không có hút thuốc, cũng không có đi chơi gì hết. Thì mợ không mong gì hơn là hai đứa con hãy cho nhau cơ hội kết cuộc tốt đẹp. Đó dạ. Là mong ước của mợ. Rồi, dạ, cảm ơn mợ. Hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Có gì thắc mắc là cứ hỏi nha em nha. Để thỏa mãn nhau. Tìm hiểu kỹ vô. Cảm ơn quà. Cảm ơn anh ạ. Em có gì cho anh hết. Tặng cái hộp vuông vuông đó là ngon rồi đó. Em mở đi. Dạ. Mở luôn kìa. Anh tặng em cây son là anh có ý nghĩa của anh muốn nói với em là anh muốn làm người làm pha với son đó chứ không phải làm người để làm ước hà mi của em. Quá dữ luôn. Gì lạ lạ vậy? Muốn ước làm phai cái son đó. Đúng rồi, anh tặng cây son để cô ấy đánh son vào môi và chính anh ấy là người làm phai cái son đó. Tôi mới nghe luôn đó nghe. Hay. Ngôn tình này lạ lắm mà hay. Chứ phải làm ước mi của em. Ước mi là không ấy làm cô ấy khóc đấy. Đó. Em biết nấu ăn không?
Dạ biết ạ. Con gái mà. Hy vọng là vào ngày không xa anh sẽ được ăn những món ăn em nấu. Thì em hy vọng là em nấu, anh phụ, rồi sau này sẽ có một ngày nào đó em sẽ được anh nấu cho em ăn. Tại vì nhà em có cái truyền thống. Dạ. Ông ngoại nấu cho bà ngoại ăn, nấu cho các cháu ăn. Bố em cũng vậy. Vậy sau này em sẽ hướng dẫn anh nấu. Đến đây thì anh cũng có một bài thơ để anh tặng em. Mong là em sẽ nghe và suy nghĩ. Hoa chỉ đẹp khi tình yêu trong sáng, hương sẽ nồng khi em biết nâng niu. Rồi từ đây ta sẽ hiểu nhau nhiều, đừng hờ hững mà quên đi mộng đẹp. Nghe và suy nghĩ đó nghe. Dạ suy nghĩ. Em có nhận xét gì vậy anh? Chà, anh nhìn đẹp trai đó à. Nghe. Hồi nãy em chờ bạn em ở dưới nó bảo là anh mà ưng là nó sẽ gặp như mấy khâu vậy đó. Anh cũng có bạn ở dưới cũng nói vậy với anh đó. Trời ơi, đi mà có gián điệp nữa. Nãy thấy bà nội gặp quyết liệt luôn. Lẹ lẹ ráng lấy hai chỉ vàng của nội kìa. Tiếp dạ. tiếp. Sao bữa hôm nay mình em định đi đâu? Dạ thì nếu mình bấm chuông thì mình sẽ có cái vé xem phim đó. Chuông đâu bấm. Làm như Lan vậy điệp với bấm chuông. Anh sợ ma lắm nha, đừng vũ anh có phim ma nha. Thì hai đứa mà che mắt cho nhau thôi ạ. Trời ơi, sao chưa biết. Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sau. Trời ơi, chưa gì đưa đi xét nghiệm mà. Em thích con trai không gái? Có nếp có tẻ thì tốt hơn. Cả trai cả gái. Anh thì thích con gái đầu lòng. Dạ. Tại vì ở nhà có thằng em trai nó hơi quậy, kiếm con gái để về kìm nó lại. Em cũng con gái đầu lòng để em kìm con anh chứ. Cặp này làm như gặp trong mơ rồi ông ơi. Anh thì anh không hứa được chuyện tương lai, nhưng mà anh muốn anh là người đầu tiên đau trong nỗi đau của em, là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của em, và là người cuối cùng làm em vui trong nỗi vui của em. Anh ngôn tình quá à. Ngày xưa em cũng thích ngôn tình lắm, giờ đỡ rồi. Anh rất là mê các phim Hàn á, nên bị nhiễm. Em thì thực tế lắm ạ. Sau này có một gia đình ổn định hạnh phúc thôi. Rồi, hết thời gian. Vậy là đủ rồi. Rất là ngọt ngào đấy. Đặt tay vào nút bấm đi em. Anh sẽ bấm cái nút bấm của em. Đếm không ạ? Có đếm không ạ? Hả? Tại không có đếm. Đếm 1, 2, 3 gì mới bấm. Phạm Quy là bị loại rồi đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay đi nào. Đâu có rồi. Thôi má đi. Con xin phép con hôn em. Má gật đầu rồi đó. Mình hôn đâu. Thôi mình hôn đâu. Son gì đó. Bà nội mà cười quá trời luôn rồi. Bà nội về chuẩn bị sẵn cặp nhẫn nha bà nội. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em xin chào mọi người ở trường quay. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào con. Dạ. Rồi, mình giới thiệu luôn đi em tên gì? Dạ, em tên là Tú, 23 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng ở quận 3 ạ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên, rồi. Văn phòng là làm cụ thể việc gì hả Tú? Dạ, em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, rồi bạn trai giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào mọi người trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em là tên là Lê Đăng Thống. Năm nay em 28 tuổi. 28? Dạ. Quê Đồng Nai anh. Đồng Nai làm việc gì Thống? Dạ em đang làm kỹ thuật ở trong kỹ thuật điện á. Ở trung tâm tiệc cưới hội nghị ở Đông Phương. Đó giờ có trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức 4 năm rồi. Mới chia tay năm hơn năm. 4 năm yêu nhau với 4 năm mà sao chia tay? Thì do bạn nữ ra trường rồi xong rồi nói chung thay đổi về cái tính cách hay tính tình không hợp nhau nữa chia tay. À. Rồi mời bạn gái. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì?
Dạ, nói về bản thân thì em là một con người vô cùng đơn giản luôn. Em chỉ có cái tật là hay nói nhảm với lại sống hơi nhạt nhẽo một xíu thôi ạ. Sống hơi nhạt nhẽo là sao? Kiểu em ít phản ứng với cuộc đời á chị. Giả sử khi mà có một cái sự việc nào đó xảy ra với em thì phải mất mấy giây em mới định hình, rồi não bộ nó mới tư duy, rồi nó phản xạ lại với cái tình huống đó được. Coi như là bữa nay nói chuyện đây rồi hai ngày sau về em mới biết suy nghĩ là em có nên bấm nút hay không, gì đúng không? Nhiều khi tối về còn đặt tay lên trán suy nghĩ là ôi mình làm như vậy có sai hay không nữa cơ chị. Ta kể chuyện 3 ngày sau mới cười đó. Rồi, đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Đó là khuyết điểm ạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm, em kể không hết đâu. Nhưng mà nói về ưu điểm á, thì nếu mà bạn nam nào mà là bạn trai của em thì chắc là bạn ấy sẽ rất là thoải mái. Bởi vì em thích sự tự do, cho nên em cũng mong muốn là bạn nam của em cũng có thể có một tình yêu tự do. Tình yêu tự do là sao? Ví dụ? Đừng có ràng buộc nhau quá là được. Cái tình cảm thì mình quan tâm chăm sóc nhau trong từng hành động, chứ đừng có hoa mỹ, cũng như là đừng ràng buộc nhau cái gì là tốt á. Rồi thí dụ như em thấy bạn trai em đi với cô khác là cũng bình thường luôn. Thì đi là bình thường chứ sao? Đi thôi mà chị. Hả? Đi thôi mà, bình thường thôi chị. Thí dụ em thấy người ta đi tấp tấp xe vô cái chỗ nhà nghỉ rồi em nghĩ sao? Thôi cái này là em phải nhào vào. Chị tưởng đâu về hai ngày sau mới tới kiếm chứ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì em chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết ạ. Thì đó, tại chưa yêu lần nào mới nói vậy. Bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nhìn dễ nhìn là được. Dễ nhìn hả? Đơn giản quá vậy. Xinh. Hả? Xinh nhìn. Xinh hả? Nhìn, dạ. Dễ nhìn đi xinh nó khác nhau nha. Xinh một chút rồi. Xinh một chút. Dạ, trắng. Da trắng. Tóc dài. Dễ thương là được rồi anh Linh. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mà ảnh tiêu chí anh đề ra? Anh ơi, em tóc không dài, em cũng không xinh. Tóc dài mốt để dài còn được em. Nói chung là em nghe anh miêu tả về cái mẫu bạn gái lý tưởng là em thấy em rất quốc luôn á chứ anh thôi. Nhưng mà cái đó ta miêu tả lý tưởng thôi, nhưng khi biết đâu gặp người ta yêu sao. Rồi. Ô, dễ thương mà. Cái đó là cái mẫu lý tưởng người ta suy nghĩ thôi. Tình yêu khi bắt gặp biết đâu người ta sẽ cảm nhận điều đó. Em không thích bạn trai mình là người như thế nào? Bạn trai của em hả? Thì như đó, em thích sự tự do, cho nên em mong bạn trai của em cũng là một con người phóng khoáng một xíu. Ngoài ra thì biết nấu ăn thì tốt, bởi vì em không biết nấu ăn. Em có ghét điều gì ở đàn ông không? Em ghét con trai lèo nhèo, lèo bèo. Lèo nhèo, lèo bèo. Là sao? Em nghĩ con trai thì ít nói, bởi vì em không biết là bạn nam bên kia có thích một cuộc tình ít nói hay không. Bạn bên kia cũng hơi ít nói đó. Vậy là hợp rồi đó anh. Hợp đó. Một chút hai mở màn lên, hai em nhìn nhau nhìn thôi. Nhìn nhau hết 2 phút. Nhìn 2 phút xong tụi anh đóng màn lại, tụi em bấm nút. Ha, coi có bấm hay không. Dạ. Giờ có gì mình nói hết đi. Cũng hay, lâu lâu phải có những cái trường hợp đặc biệt như vậy chứ. Đúng rồi. Ây da, nhưng mà bây giờ nãy giờ bạn trai bên kia là miêu tả cái người bạn gái rồi, còn em hình dung ảnh như thế nào? Anh nói là anh 28 tuổi thì em nghĩ là anh cũng là người chững chạc rồi. Với lại trong cái suy nghĩ của em thì em thích con trai nhìn gọn, tóc tai gọn gàng. Gọn gàng. Gì nữa không? Cao ráo, mập ốm, cao thấp. Dạ, em không quan trọng ngoại hình lắm á. Sao cũng được. Dạ, vâng. Đơn giản quá. Hai người chỉ cần nhìn nhau rồi cưới thôi, không cần nói gì. Bây giờ có gì cứ nói hết đi. Được không em? Lát kéo màn lên rồi im re như anh Nguyễn Linh nói vậy là được không? Thử. Thử rồi ạ. Thử coi, bây giờ có gì nói hết đi. Ủa em ơi, em không biết nấu ăn nhưng mà em có tập nấu ăn được hay không? Hay là em không muốn nấu ăn? Mà em thì em có thể nấu ăn không đến nỗi tạo ra siêu phẩm, nhưng mà em nấu không có ngon. Cho nên là em nếu mà được á thì cùng nhau học nấu ăn thì được anh ạ. Trời, ok, cái đó được. Chừng nào em đám cưới được? Nếu mà được thì qua năm. À, là muốn lấy vợ rồi phải không? Nhưng mà bạn gái thì đó, em có hay ghen không? Chứ bạn gái thì thích phóng khoáng, bạn bè cũng nhiều. Thích một tình yêu tự do, thoải mái. Thì nói chung yêu là, trong yêu là phải có ghen thôi, nhưng mà ghen ít thôi. Ghen ít thôi phải không? Chứ không phải ghen nhiều. Rồi cái là cả ngày đi chơi xong tối về là hai đứa chỉ nhìn nhau thôi. Cái đó là em thì khác, còn bạn nữ thì bạn kêu nhìn nhau thì được, nhưng mà cũng phải nói. Chứ nhìn nhau được rồi, nói làm gì. Nói chứ phải nói chứ cô, không nói ai mà biết muốn cái gì. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn của em ạ. Xin chào hai MC dễ thương và xin chào ekip. Dạ, em là bạn đại học của Tú. Em quen Tú được 4 năm rồi. Mặc dù Tú nhận xét về bản thân mình vậy, nhưng thực sự là nó chỉ là nói vui thôi, chứ bạn em rất là
vui tính, hòa đồng, và lúc nào Tú cũng làm cho những cái người xung quanh cảm giác rất là thoải mái. Mà bạn rất là học rất là nhanh, mà em nghĩ là sau khi mà hai bạn mà quen thì bạn của em có thể học nấu ăn để nấu cho cái bạn nam này ăn. Rồi em nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh bên này rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Bạn em thì tính cách trẻ con, kiểu con gái ấy, là muốn được cái bạn nam bảo bọc nuông chiều á, nhưng mà sự là trẻ con cũng trong một cái giới hạn nào đó. Bạn em là người sống thiên về gia đình đó anh chị. Hay rồi, đấy, cảm ơn bạn. Ok, bạn trai đi với ai? Em đi với cậu ruột, với anh ruột, với chị dâu, với em út, cả nhà luôn ha. Chào cậu. Xin chào MC Quyền Linh, cậu Cát Tường. Dạ. Bây giờ cậu chào, thấy sao cậu? Theo cậu, với là anh chị cháu ở đây thì thấy cháu bên này cũng dễ thương. Cậu mong rằng cũng khi mà mang cậu lên thì hai cháu thông qua cái nụ đó bấm để tìm hiểu với nhau, tiến tới dài lâu sau này. Rồi, cảm ơn cậu ủng hộ gì tốt rồi. Bây giờ kéo màn lên, tôi cho hai người đứng nhìn nhau một phút để xem coi có điều gì xảy ra hay không nha. Khoan nói gì hết. Chuẩn bị. Kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau nhé. Đứng lên tiến thẳng về nhau. Không nói gì hết. Nhìn nhau. Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Nhìn nhau. 2 phút nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Thử xem những thái độ gì sẽ diễn ra. Những cảm xúc gì sẽ diễn ra. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Có tình yêu có xuất hiện hay không? Nhìn hoài vậy luôn. Nhìn đi, nhìn đi. Cứ nhìn. Dạ, được rồi nha anh. Được rồi anh. Nhìn thấy sao? Dạ, phát hiện ra gì không? Mắt giống em á. Mắt giống em á. Xoay qua, xoay qua. Nhìn gì nữa? Dạ. Nhìn thấy gì nữa? Đeo kính cận là em thích hả? Thấy đeo kính cận là em thích hả? Dạ. Thấy cái lòng nó có sao xuyến gì chưa? Rung rung. Rung rung rồi hả? Thôi, nói chơi chứ các bạn có 2 phút để trò chuyện nha. Bắt đầu. Anh ơi, anh thấy em với cái mẫu bạn gái lý tưởng mà hồi nãy anh miêu tả qua bức rèm có giống nhau không? Trên cả tuyệt vời. Em dễ thương hơn anh nghĩ. Em cho anh hỏi cái là em quan niệm về gì về tình yêu em? Nói về tình yêu, cũng như hồi nãy giờ em trao đổi á, em có cảm giác là em nghĩ tình yêu là cái sự thấu hiểu anh ạ. Kiểu như là mình không cần nói gì nhiều với nhau, vẫn hiểu đối phương cần gì, hiểu gì. Mình có thể tin tưởng nhau hoàn toàn thì đó là tình yêu ạ. Rồi, ok. Anh hỏi câu tế nhị nữa nha anh. Xíu nữa anh có bấm nút cho em không? Không, không, không. Câu này không có hỏi được. Ồ, thôi, dạ, dạ, để con đổi câu khác ạ. Không thế, được. Thế thì anh nghĩ là xíu nữa anh có cho hai chúng ta cơ hội không? Không được luôn. Không được luôn. Cái này nó phải là một cái bí mật để một hồi nó mới bật ra. À, ha. Thế các thì bạn cứ con nói hỏi, nhau đi. Con hỏi câu khác nữa nha chú. Hỏi câu gì cũng được, ngoại trừ bấm chuông, bấm nút. À, anh ơi, thế thì anh nghĩ là nếu mà được thì buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình sẽ diễn ra ở đâu? Tí nếu mà bấm nút á, thì mình đi xem phim. Có cái vé rồi. À, dạ. Xong rồi tiếp thì mình tính sau. Dạ vâng ạ. Bây giờ em hát một là vài câu hát nào xem như lời tỏ tình của em. Đứng lên cũng được. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi về đi cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa vời. Được, được. Rung quá vậy? Rung. Tay chân không biết để đâu rồi đó. Tức là bạn ấy đã có rung động ngay từ đầu. Đây là một dấu hiệu của tình yêu. Còn bạn gái, điều gì xảy ra chúng ta vẫn chưa biết được. 3 tiếng đếm sẽ bắt đầu đấy các bạn. Nhớ những gì chị nói nha. Phải có chia sẻ thì mới có thấu hiểu. Nếu không chia sẻ thì không bao giờ hiểu. Nhìn nhau đi, nhìn nhau lần cuối trước khi quyết định. Hãy đưa ra sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Tôi xin thông báo là hai bạn ấy bấm chuông rất cùng nhịp với nhau. Cũng không cần phải nói nhiều. Tình yêu chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Cũng đủ cảm nhận được có yêu nhau hay không rồi.
Hy vọng rằng với những giây phút này các bạn sẽ nhớ mãi và trân trọng giây phút đó. Ngồi đi. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình nha em trai. Dạ em họ tên là Mã Trường Nhân, em năm nay 32 tuổi. Mã Trường Nhân. Dạ. Em sinh và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây em làm IT nhưng mà bây giờ em chuyển sang kinh doanh cùng gia đình, với lại đang gây dựng cơ sở sản xuất hộp quà handmade. Hộp quà đó hả? À rồi, lại cũng là doanh nhân đó nha, doanh nhân trẻ đó. Không có anh. Thì coi như mình kinh doanh là doanh nhân trẻ rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, em tên là Đại Lệ Yến. Em hôm nay 27 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện nay công việc của em là giáo viên mầm non. Bên kia họ Đại, bên đây họ gì? Họ Mã. Họ Mã. Đại Mã. Dữ luôn rồi nha. Tình trường của em thì sao? Em trải qua là hai mối tình chị. Mối tình thứ nhất đó, đó là do bà nội em làm mai cho em. Là bà nội ở bên Canada. Em quen với anh này là trái múi giờ, hai người chưa gặp mặt nhau lần nào hết. Nhắn tin cho em mỗi lúc mọi nơi trái múi giờ. Tụi em nói chuyện với nhau được 3 tháng. Đột nhiên không thấy ảnh nhắn tin với em nữa. Thì em mới hỏi, em mới nhắn tin hỏi ảnh. Thì ảnh nói là do cái múi giờ nó thay đổi. Nguyên nhân là do gì? Dạ nguyên nhân là ảnh đã có đối tượng khác và bây giờ ảnh đã có vợ. Hay quá, câu chuyện cách đây bao lâu rồi em? Dạ nay là hơn 1 năm rồi chị. Vậy là hễ khi nào mà thấy bạn trai mà tự nhiên là đang bình thường mà có cái dấu hiệu gì im im hay thay đổi là biết là có vấn đề rồi đó. Dạ. Hay quá ha, mối tình đó là tính là mối tình luôn ha em. Khi mà em kể mọi người nghe chị, ai cũng nói là ủa cái đó cũng là mối tình đó hả? Em cũng trả lời tỉnh bơ, ừ tao thích thì tao nói là mối tình. Dạ, thì có mối tình nào thật ở đây không? Dạ có. Dạ đó lúc sau anh đó thì có một anh kia, là anh này anh lớn hơn em 1 tuổi. Tôi quen biết nhau được khoảng 3 tháng. Cũng 3 tháng nữa hả? Dạ. Em đến giờ được cái chị, ai mà được tới 3 tháng là sao tự nhiên cái vừa đi. Lý do anh này sao anh vậy? Dạ anh này thì quá trình quen biết thì em nhận thấy là có lợi dụng về vấn đề tiền bạc. Anh dạ. Lợi dụng em. Dạ. Nhưng mà chưa biết em có tiền chi. Dạ không. Trời, chị công việc của em là giáo viên mà chị. Là ảnh cũng biết là giáo viên thì lương nó có cao. Đúng rồi, dạ. Có gì đâu lợi dụng. Dạ. Bởi vì ảnh cũng đâu lợi dụng được em. Cho nên dạ. Ve. Dạ bởi vậy nên ảnh ve rồi em cũng ve luôn. Vậy là dạ. Bà tính mối tình không? Dạ thì nói chung là do chị nói là có va chạm. Là có va chạm rồi đó hả? Ba dạ nói tháng. Chung là chị nắm tay thôi à chị, chứ không có đi xa. Dạ. Coi như là giờ còn nguyên. Dạ đúng rồi, em còn nguyên. Rồi vậy đó, chốt lại vậy đi. Anh trai nghe hai mối tình của bạn gái em thấy sao? Dạ em thấy khoái. Cũng dễ thương quá. Dễ thương hả? Em nhắm em được 3 tháng rồi thêm 10 ngày nữa không? Rồi chắc gán thêm vài tháng hơn là hơn lâu hơn, càng lâu càng tốt. Cố gắng phải lâu lâu chứ. Dạ. Ở bên kia hai mối tình em có mấy mối tình? Dạ em có một mối tình mà từ sinh viên năm thứ nhất kéo dài tới năm thứ tư thì chia tay nhau. Bà nói là có người khác rồi chứ cũng không liên lạc. Rồi sau đó đến giờ thì cũng chưa có mối tình nào hết. Nói thật sự cũng cố gắng đeo đuổi một số người nhưng mà không đeo đuổi được. Có đeo mà đuổi không? Dạ không, anh đeo không chứ em đâu dám đuổi người ta. Mà vậy là người ta đuổi mình đó. Lý do sao không theo đuổi được em biết không? Lý do em cũng không biết, em cảm thấy đeo đuổi chắc là nói đơn giản không hợp được. Có đủ nhiệt tình không? Chắc có chị. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Ngoại hình ưa nhìn xíu chị. Dạ. Có công việc ổn định và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không thích, em tối kỵ với người bạn trai. Dạ, em tối kỵ nhất là đầu hối với lại bụng bự. Bụng có hơi bự xíu nhưng mà cũng không bự nhiều lắm. Gì bên kia cười dữ vậy? Có bự nhiều không anh? Thì này tôi qua bên tôi hỏi liền cái vụ này coi. Anh Linh là anh ghét mấy người nè. Ghét cái vụ đầu hối, chào em gái. Dạ, em chào anh. Tại sao đầu hói em thích? Phải tốn tiền mua thuốc cho nó mọc tóc. Đâu cần mua thuốc, cứ để nó hói bình thường. Dạ. Ủa thông minh mà. Đầu hói là thông minh. Ai mà nói tôi chuẩn anh là bực mình liền á. Quan trọng người ta có yêu thương mình hay không. À, quan trọng là trái tim của người ta có cùng chung gì đập của mình không. Sau 3 tháng người ta có bỏ mình. Đúng rồi. Chứ giờ em quen mấy ông đẹp trai á. Nhiều khi á, không có bụng bự, không đầu hói. Nhưng mà sau 3 tháng bỏ hết, thậm chí không có lo cho em vậy chứ. Dạ không, bụng bự thì mình có thể đi tập thể dục được anh. Ừ. Dạ, tại chiều em cũng hay đi tập thể dục. Ừ. Thí dụ như mà ảnh rảnh thì có thể tập thể dục chung với em. Đầu hói? Dạ, đầu hói thì cái đó em phải suy nghĩ xíu. Thôi để đó tôi nghiên cứu cho, để tôi à, coi. Hói mới là thông minh, hói mới là... Ta nói hói đại gia đó cơ. À, bạn nam, tiêu chuẩn tìm bạn gái của bạn như thế nào? Có khuôn mặt nhìn hiền với...
hiền là được rồi. Bên kia hiền đó, bên kia hiền lắm á. Với lại tính cách thì đừng có khó tính quá thôi. Bên kia không khó đâu, chỉ ghét đầu hói với bụng bự thôi. Không khó lắm đâu. Em bị dính hình cái. Vậy thôi phải không? Để chị coi xong cái đã rồi chị về chị sẽ phân tích nha. Chứ giờ chị chưa thấy, chị không có phân tích được. Em nhờ chị. Đúng rồi. Coi gì nữa mà coi. Ủa em nói em thích chơi thể thao lắm mà. Dạ. Mà sao vẫn bự? Không biết. Em chơi cái môn gì mà em vẫn bự? Thì cũng nhảy dây hít đất vậy thôi chị. Nhảy dây hít đất? Dạ. Rồi đâu hít thử coi nổi không hay là coi chơi mạnh dữ. Hít mấy cái chị? Tùy em. Hai cái. Bảy. Ba cái. Chục cái đổ lên. Chín cái rưỡi. Được. Trả giá nữa. Nhanh quá ha. Ôi trời cứ lâu ngồi. Thấy chưa? Có mặt không? Hả? Không vậy, bình thường vậy. Bình thường. Đừng 35 cái hít đất ha. Được. Mới khởi động thôi đó. Không, cái này thì cũng hói chút đỉnh chứ cũng không phải gọi đừng là hói. Thôi. Cái này là tóc hơi ít thôi, không phải hói. Chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 6 tháng tới 1 năm nếu mà được. 6 tháng tới 1 năm? Dạ. Có chuẩn bị được gì chưa mà nhanh vậy? Dạ cũng có chuẩn bị chút ít rồi. Chút ít rồi, tâm dạ. Lý sẵn sàng chưa? Cũng hơi sẵn sàng. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Chắc là đeo kiếng. Người cũng nhỏ nhắn. Em không có nhỏ đâu anh. Ủa sao tự nhiên nghĩ người ta đeo kiếng? Không biết nữa. Chắc nghĩ vậy. Linh cảm vậy hả? Chắc linh cảm gì. Có linh cảm gì nữa không? Chắc đẹp giống chị Cát Tường. Nói chung lại vậy. Có thể là chưa đạt cái tiêu chuẩn giống như đang trường. Cái quan trọng là người ta 3 tháng người ta không có báo tin là người ta có bạn gái khác nè. Cái đó mới là cái quan trọng. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái em và mấy người bạn chị. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em gái của chị Yến. Anh để tương lai sao? Nói chung thì thấy nãy giờ anh nói chuyện thấy anh rất là hiền. Có điều tiêu chuẩn chị đặt ra thì cũng có cái chưa được. Cái gì? Anh hơi tròn trịa chút. Đầu hơi hói chút xíu thôi, không có nhiều. Nhưng mà nói chung thì tính hình ảnh thì thấy anh nói chuyện rất là hiền lành. Cảm ơn em gái. Rồi Nhân đi với ai Nhân? Dạ em đi với chị dâu em. Chị dâu hả? Cho gặp chị dâu ấy. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em chào là em. Chị dâu của Nhân. Nhân thì nó ở nhà chị, nó hiền lắm. Với lại nó chăm chỉ, nó lo cho, nó quan tâm gia đình lắm. Chị thấy bé em đây nó hiền mà dễ thương, chị thấy hai đứa rất là hợp. Rồi, cảm ơn chị dâu. Chuẩn bị nha, kéo màn lên nha. Phủ nhẹ. Cái chính vẫn là hai bạn nha. Phủ nhẹ chứ. Rồi, kéo màn lên. Bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng không có quà gửi. Cảm ơn em. Có thấy thất vọng về ngoại hình của anh? Dạ, cũng không thất vọng. Nói chung thì nghe giọng nói của anh là em thấy. Tại nói chung là em có cảm tình với những người nào mà có giọng nói ấm với lại truyền cảm. Với lại... Anh có hối nhiều không? Dạ không, có hôn hôi mấy. Một phần do cách ảnh chải tóc nữa. Nói thật đúng. Ủa giờ rồi. Mình bỏ qua dù hối được không? Đổi cái kiểu tóc đang trường đi. Em nói là anh đổi kiểu tóc như đang trường. Dạ. Quan điểm tình yêu của em là gì? Dạ quan điểm tình yêu của em đó là phải chung thủy. Dạ thật thà với nhau. Em rất là ghét mà gian dối. Ví dụ như có việc gì thì mình cứ chia sẻ với nhau, nói thẳng với nhau, chứ đừng có giấu giấu giếm giếm. Anh bận quá, anh bận này, anh bận cái kia. Không biết nói gì nữa. Anh có thể hát tặng em một bài được không? Dạ được, em cảm ơn anh. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại thấy em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Hát nhạc đang trường đi em. Dạ. Nàng tuổi xuân mai mát thơm bên đời nụ cười nàng là xuân phai phai. Để giờ ngẩn ngơ biết đến bao giờ trái tim si tình mong chờ. Ngày nào được vui ta hát khúc tình ca, ngỡ thấy đời nở muôn ngàn hoa. Mộng lành tình ta bước chung đường xa, đêm tan theo giấc mây ngàn.
Rồi chúng ta cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ là hiền. Dạ. Em có thích xem phim ma không? Dạ. Mấy bạn em khoái rủ em đi coi phim ma lắm anh. Mày tại vì em vô em coi phim ma em la tụi nó ngồi cười không à. Vậy mai mốt em có đi với anh thì em đừng có sợ mà la, có anh cái bên thì chắc không có gì phải sợ. Hẹn hò sao? Ngày đầu tiên hẹn hò ở đâu cho lãng mạn nào? Tự đưa ra coi. Ngày hẹn hò đầu tiên là em muốn mình đi xem phim hay là mình đi uống nước hay mình đi đâu? Dạ nếu như ngày được chọn thì ngày đầu tiên em muốn đi uống nước. Có không gian để mình nói chuyện này sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn vô coi phim mình toàn nghe người ta nói không mà mình đâu có nói được gì đâu anh. Thì anh cũng có biết mà hy vọng là em sẽ thích. Nếu mà em không thích thì em cứ nói anh sẽ đổi địa điểm khác. Dạ. Bây giờ mình quan trọng là cái mốc thời gian 3 tháng mình nghỉ dưỡng đó. Mình tính là coi hỏi anh cho kỹ rồi. Giờ nói nhiều quá em không biết nói sao. Mà nói đơn giản được. Em thì em hy vọng là anh xóa bỏ được cái lời nguyện 3 tháng đó của em. Dạ. Hai đứa mình gặp nhau cũng là cái duyên. Thôi mình hãy dành cho nhau cái cơ hội. Nếu mà chúng ta tiến tới được nhau sâu hơn á thì anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Dạ. Dạ. Hết thời gian. Anh sẽ không như những người đàn ông trước. Hả? Đi tìm đi cưng. Coi như đang đi tìm vợ đó. Thấy chưa? Nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến đó xem phim với một không gian thật lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Dạ, cảm ơn. Nắm tay nhau đi. Xin phép gia đình cho nắm tay. Quá lịch sự. Nắm. Anh nắm tay với em. Nắm cho phải bắt, cho nó bắt tay. Hôn nhau đi bạn. Hôm nay là ngày rất quan trọng với tụi em. Ta đánh giá một sự chân thành, một cái tình yêu thật sự chứ không phải một cái gì mà mình giả dối, mình bấm nút xong mình giả bỏ ý, xong rồi mai về mất tiêu ha. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên khai sinh là Lê Quang Hưng. Hiện giờ em đến từ Thanh Hóa. Em đang công tác làm công việc kinh doanh bán bếp ga tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em có hai cửa hàng ở quận 10 và quận Bình Thạnh. À, làm chủ bếp ga đó hả? Dạ. Chị về khỏi mua bếp rồi đó. Mời em giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hà Thị Năm. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán. Em đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì em sinh sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ở đường gì em? Huỳnh Văn Lý ạ, anh có biết không ạ? Có, Huỳnh Văn Lý, anh hay giao hàng ở đó. Không nữa, mình lập một cái cửa hàng ở trên đó luôn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình kéo dài được 4 năm và một mối tình kéo dài được hơn 1 năm. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột một chút, mình cũng chưa có cái tính cẩn thận như bây giờ. Em cũng chưa có ý định là sẽ lập gia đình thời tuổi trẻ. Nên là em đầu tư công việc nhiều. Em cũng có quan tâm đến bạn gái nhưng mà bạn gái cũng không hiểu được cái công việc của em, cho nên đôi khi hơi trách móc em một chút. Ví dụ thay vì một tuần bạn gái yêu cầu em là phải đi chơi 5 ngày đến 7 ngày nhưng em chỉ đáp ứng được 2 ngày thôi. Đến 3 ngày thì bạn gái không hài lòng. Công việc của em thì thật sự nó em tự làm cho nên là bước đầu em khởi nghiệp nó đang còn nhiều khó khăn. Đúng rồi, em cần đầu tư thời gian cũng như là sức lực vào cái công việc của mình để khi nào mà nó có nó lớn mạnh lên thì mình thuê được nhiều người thì mình có thời gian mình sẽ. Anh nghĩ nếu bạn gái thương em hoặc là hiểu em thì chắc chắn sẽ hỗ trợ em trong công việc phát triển sự nghiệp đó. Nhưng bạn gái em thì lại không giúp được em trong cái vấn đề đó. Còn em thì sao, mình trải qua mấy mối tình? Em chưa có mối tình chính thức nào. Em nghĩ là có thể là do công việc của em nhiều khi thì em cũng khá là bận đó. Công việc áp lực nhiều đó. Nên là em cũng không có cởi mở với đi chơi với các bạn khác nhiều. Thế mà vậy mình cũng phải sắp xếp công việc như thế nào, phải dành cái thời gian dành cho bản thân của mình, cho cái tình yêu thì nó mới có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ. Cả em và anh ấy, hai người chia sẻ thì thấy ai cũng là lo công việc nhiều.
Đúng ạ. Em thử hỏi ảnh thử coi, bây giờ thí dụ như mình hẹn hò thì thời gian mình dành cho nhau như thế nào? Hẹn hò với nhau thì bao nhiêu lâu mình sẽ gặp nhau một lần ạ? Nói chung bây giờ công việc của anh thì anh chủ động trong công việc và thời gian được. Chỉ cần em rảnh anh có thể sắp xếp cái thời gian của mình và anh đến anh gặp em được. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một người cao hơn em để có một cái cảm giác là được bảo vệ. Muốn cao bao mét mấy, em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 chị ạ. 69 được không cưng? Dạ được ạ. Em thích một người mà quan tâm chăm sóc những người khác, những người trong gia đình không chỉ riêng em, biết lo lắng cho cuộc sống tương lai của gia đình. Em không thích người nói dối. Em không thích người mà thiếu quyết đoán nữa. Rồi bạn trai, em thì không thích con gái tóc ngắn ạ, mà da ngăm ngăm quá vì em cũng hơi đen. Trắng thì em cho tiền, em không có trắng. Không thích con gái là hay càm ràm, hay soi mói quá, em không thích. Em càm ràm, em không thích người ta càm ràm. Như ngoại hình, nói chung ngoại hình thì dễ nhìn, cao hơn 1m55 là được rồi. Em cũng không quan trọng về ngoại hình lắm. Vậy bây giờ xấu hay đẹp thì có tiền ra thẩm mỹ là xong hết. Không quan trọng mà đen không thích là sao? Cô bên này cũng đen thùi lùi à? Không quan trọng mà không thích đen làm sao? Về cái đó là cái làn da. Còn chị đang nói về ngoại hình cao, to hay thì nhỏ, cái làn da đen cũng là ngoại hình vậy. Nhìn vô là thấy liền đó. Bây giờ cô được hết trơn đó, tốt hết, bây giờ cô đen thùi lùi hả? Tắm trắng. Nhất định phải tắm trắng à? Để không tắm cho nó sáng sáng xíu thôi chứ nhìn đen gái đen hơi xấu. Ví dụ như trắng giống chị này nhìn đen. Trời ơi, chị là đen chứ trắng gì. Trời ơi, đưa xè xè mượn tay coi. Trời ơi, tay kia. Ủa, buôn bán nữ trang hả? Dạ không, em buôn bán bếp. Buôn bán bếp mà sao đeo vàng ngộ vậy, đỏ chói hai ngón mà nhặn bự quá vậy hả? Cái này là cái sở thích của em thôi. Nay mốt quen bạn gái, có tặng bạn gái đeo chung không? Đương nhiên là nếu bạn gái làm, bạn gái làm vợ em thì đương nhiên em phải lo vấn đề này thôi. Bạn gái hay vợ? Vợ chứ. Và bạn gái có tặng không? Bạn gái thì không tặng. Bạn gái là không tặng. Người ta đâu có làm vợ mình đâu, tặng nhẫn là mình tặng để... ta đeo chơi, đeo cho đẹp. Đâu có, em không có hào hoa đến mức đó. Thì thí dụ như lễ Tết ngày đặc biệt thì em tặng cái gì? Tùy theo thời điểm, em sẽ nghĩ ra một món quà gì đó để nó phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Em sẽ tặng. Tặng xong mà rủ như không có đám cưới là đòi lại đúng không? Còn tùy thuộc chị ấy, chứ cái đó thì tùy luôn hả? Định quan coi đàn gái coi sao mà gái làm khó quá vậy. Ồ, chào gái. Bây giờ em nghe cái giọng nói anh này, em cảm nhận anh là người thế nào? Bởi vì làm bên kinh doanh á, nên em thấy anh cũng là một người quyết đoán, đáp ứng được một cái yêu cầu của em. Đấy là em thích những người quyết đoán và tự tin như vậy. Em có hay ghen không? Nói chung là khi mà thấy người mà mình thích mà đi với bạn khác thì tất nhiên là vẫn không vì vui. Vì anh là giám đốc công ty, ông đi ngoại giao suốt ngày luôn. Thậm chí là gọi mời khách hàng để mua hàng mình. Thường là bà vợ hay ghen lắm. Tại vì em cũng làm việc trong môi trường văn phòng nên em cũng biết những cái vấn đề đấy. Nên em thấy là những cái chuyện đấy thì không thể tránh khỏi được. Theo em thì người phụ nữ làm gì để giữ lửa được hạnh phúc của gia đình? Em nghĩ là cái sự quan tâm đến anh ấy, tạo ra một cái mái ấm gia đình, nơi mà anh muốn về là điều quan trọng. Rồi, cái đó mới quan trọng đó. Cảm ơn em. À, em cảm ơn. Hôm nay mình đi với ai em? Hôm nay em đi với hai người tình không bao giờ cưới của em, là hai người bạn thân của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em, tại vì em cũng chưa tiếp xúc với anh mà em coi cái cách nói chuyện của anh á, thì em cũng có cái nhận xét là anh chắc là một người rất là khó tính. Không khó lắm em ạ, anh cũng rất là dễ. Không, cái cách nói chuyện của anh, tại vì em là người Thanh Hóa mà, em cũng khuyên năm là cho mình một cơ hội, và anh cũng cho mình một cơ hội, biết đâu hai mình hay hai người có thể hợp nhau. Cảm ơn em. Rồi, bạn đi với ai? Đi với một số anh em đồng nghiệp của em, bếp Đức Thanh. Xin em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, cùng tất cả toàn thể các bạn trong trường quay. Em xin đính chính lại cái lời anh Minh vừa lúc anh nói là có là càm ràm, nhưng mà cái từ càm ràm này không phải là trong cuộc sống mà là trong công việc. Công việc anh là một người rất là kỹ tính trong công việc. Khi mà làm một cái công việc gì đó mà để khách hàng mà người ta không ưng thì tất nhiên là anh phải nói, chứ không thể là không nói được. Còn em xin nhận xét về bạn nữ bên đây là bạn là một người vui tính, xinh đẹp. Em xin hết ạ. Cảm ơn. Rồi bây giờ kéo màn cho hai người gặp nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Rồi mời bạn. Nhà tặng em món quà. Em cảm ơn anh. Này giống như mặc áo đôi vậy ha, cùng màu xanh hy vọng. Nãy giờ anh cũng quên mất tên của em này, em giới thiệu về tên với tuổi rồi. Và em tên là Nam ạ. Nam, em bao nhiêu tuổi?
Em 28 tuổi ạ. 28 tuổi. Thì em quan niệm như thế nào về hôn nhân? Đầu tiên là hai người phải có tình cảm với nhau và thực sự là yêu thương nhau thật lòng, xác định đi đến với nhau và cùng nhau tạo dựng nên một cái mái ấm. Trong khi yêu nhau, người bạn trai gặp khó khăn thì em sẽ xử lý như sao? Thường thì em sẽ thích là người bạn trai sẽ chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống với em. Mọi thứ đều em đều muốn biết, chứ không phải là khi mà em đã biết được những khó khăn của anh ấy, nếu như mà em có thể hỗ trợ được gì thì em sẽ hỗ trợ. Em có câu hỏi gì cần hỏi anh không? Gặp em thì anh có đáp ứng đủ được yêu cầu của anh không? Nói chung là nhìn em rất là xinh, anh thấy rất thích. Anh mong rằng sau chương trình chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu như tiến tới xa hơn được thì anh không hứa gì cả. Anh sẽ làm, anh sẽ dìu dắt em, chăm sóc cho em và lo cho em từ hôm nay và mãi mãi. Em cảm ơn. Nói chung là anh gặp em cũng là một cái duyên rồi. Anh cũng mong rằng là chúng ta sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu tiến tới xa hơn. Em có đồng ý không? Hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Đối phương có phải là một nửa yêu thương để mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại không? Rồi, nhắm mắt lại, suy nghĩ đi. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. 1 Rồi, hãy nắm tay nhau nào. Đây là những cái vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Cảm giác thế nào đi anh? Rất là run ạ. Rất là run hả? Cát Tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Fumagol. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Đến hẹn lại lên, chúng ta gặp lại nhau, cùng trao nhau nụ cười, cùng trao nhau những cái niềm hạnh phúc. Và đặc biệt là hai cặp đôi ngày hôm nay, hy vọng rằng họ sẽ bấm nút hẹn hò để tiến hơn, đến xa hơn trên con đường hạnh phúc quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Ấm à. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. Là do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ. Có quánh em không? Không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi. Nói vậy bình thường đâu có hôn dữ. Chửi độn nữa, chửi độn nữa. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Giác Tường. Chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thế Hiển. Năm nay em 33 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kỹ thuật tại công ty Intel. Và em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Hoài Trúc. Hiện nay em 22 tuổi. Em sinh sống với gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. À, năm nay năm cuối hả em? Dạ, năm cuối. Bây giờ chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình mà muốn hẹn hò. Mình đang sinh viên năm cuối, trong trường cũng nhiều bạn bè. Nhưng là mới 22 tuổi à, đã ế đâu. Là em muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Với lại quen được bền lâu thì mình có cái thời gian để mà mình phát triển cùng nhau hơn. Dạ. Em gái ơi, em mới 22 tuổi, em nghe anh bên này giới thiệu 33 tuổi. Em có thấy ngại gì không? Dạ, cũng không. Em thích bạn lớn tuổi hơn nhiều hay là sao? À, em ha? Thích người lớn tuổi hơn, với lại nếu mà bề ngoài thì phải cao to hơn em. Rồi, cao to hay không một chút xíu nữa chị. Em ơi, lớn dạ. Lớn tuổi người ta chiều chuộng lắm em. Dạ. Lớn tuổi người ta dễ thương lắm em. Bởi vì mấy người quen lớn tuổi giờ xuống lắm. Chưa chắc à. Thiệt mà. À, hồi phân giải. Bây giờ em giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là người hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người, thích làm việc nhà, với lại làm những cái việc, cái đồ handmade. Ở đó là ưu điểm, còn khuyết điểm mình là gì? Dạ, khuyết điểm em thì em không có biết chạy xe máy. Hả?
Ủa rồi em đi học sao? Dạ thông thường thì em đi bằng xe buýt, với lại nếu mà gần thì em đi bộ. Vậy á hả? Xe 22 tuổi ta tập chạy xe máy chứ ai để đi xe buýt hoài. Thì em thấy sau này mình không đi xe buýt thì mình đi xe hơi cũng được. À, mình đi không đi xe máy mà đi xe hơi cũng được. Bên kia có chịu làm tài xế không? Sao bạn? Em có thể tập cho bạn đó chạy được mà. Được không? Được. Ưu điểm của bạn là gì? Em là người rất là vui tính, em là người sống có trách nhiệm và rất là trung thủy. Tốt, quá tốt. Em cũng hay quan tâm tới bạn gái. Hay quan tâm bạn gái. Có quan tâm bạn trai không? Dạ không. Rồi, khuyết điểm là gì? Thì em có rất nhiều khuyết điểm. Em là người ít nói. Ít thiệt á, nói xong em ru luôn. Còn gì nữa không em? Rồi khuyết điểm gì nữa không? Em là người ít nói. Ít nói? Cầu toàn. Đó là cũng là ưu điểm, là khuyết điểm luôn đó. Và em hay chiều lòng người khác. Đặc biệt phụ nữ ha. Dạ đúng rồi. Phụ nữ thì luôn phải được trân trọng và nâng niu. Hay quá, câu này hay quá. Rồi, nhưng mà giờ anh Minh đó là 33 tuổi rồi, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ em trải qua được 3 mối tình nhưng mà không có sâu sắc gì ơi. Mối tình gần nhất thì chia tay được khoảng hơn 2 năm rồi. Là do bạn nữ đó rất là cá tính, rất là hung dữ, cho nên em chịu không được. Gái hung dữ lắm hả? Dạ hung dữ lắm. Hung dữ nhất là lần nào? Anh chưa tưởng tượng được. Quánh em à? Có quánh em không? Dạ không quánh, nhưng mà nói chung là nói những lời như là không thích thì thôi, ví dụ vậy. Nói gì bình thường đâu có hung dữ. Không thích thì thôi, đâu có hung dữ, nói sao? Chửi lộn nữa, chửi lộn nữa. Chửi luôn á hả? Có chửi em nữa mà. Đuổi em về đi, đi về đi. Cũng đâu có hung dữ đâu. Đừng tới đây nữa. Nhiều khi tao giận lên tao nói thôi đi về đi, còn gái không có là không đi về. Gì đó hả? Đi về dở ẹt. Con gái kêu anh đi đi là anh ở lại. Nói tao ba lần rồi. Nói ba lần luôn. Bỏ tài. Đi về, đi về, đi về không, đi về mà cũng đâu phải đâu chị nào mà hút xéo, hút xéo đó, đó mới là không dữ. Trời ơi, vậy chắc tôi không dữ dữ lắm luôn đó. Giờ không biết tôi đuổi bao nhiêu người rồi nữa. Bà mình chưa có dữ không hả? Dạ, cũng có đôi đôi chút mà. Đôi chút hả? Có khi nào nó đi về không? Dạ không, em thì em không có lớn tiếng. Em nhưng có mà mối tình rồi. Mà em sẽ nghiêm. Dạ, một mối tình. Một mối tình, bao lâu rồi? Được bao lâu? Được một năm. Nhưng mà là không có hợp nhau về vấn đề tôn giáo. Em đạo gì em? Dạ em đạo Chúa. Đạo gì? Dạ em không có đạo ạ. Tốt. Rồi. Khỏe rồi em, khỏe rồi. Rồi khỏe rồi, rồi bây giờ tới thôi, luôn đi. Tới người tình trong mộng đi. Rồi bây giờ em muốn mẫu tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về bề ngoài thì anh phải cao to. Rồi em. Cao to, để lát qua coi dạ. Cao nhiêu, cao nhiêu. Dạ phải 1m65 trở lên và 1m7 thì tốt. Được. Đó dễ mà. Về tính cách thì phải là người chân thành, trung thật. Em thì em không thích người hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Không luôn. Hay là mê gái quá em cũng không thích. Có mê gái không? Có ông nào nhận cũng mê gái đâu trời. Ngon lạnh. Trời. Ngon lạnh, cao cao nhiêu, cao nhiêu. Tại em cao mới 65 ạ. Bén không 65, ngon. À cặp này 3322, cặp mình số cặp không ha? Ừ. Rồi mình ráng mình nuôi 2-3 năm rồi mình cưới luôn. Ủa hoa chị nào tiến tới hôn nhân được? Khi nào tình yêu đủ lớn á? Tình yêu đủ lớn hay cô này đủ lớn? Khoảng từ 1 năm tới 2 năm. Cứ về ở đâu? Dạ ở một là ở nhà em, hay là ở trong khu nhà em luôn, cũng có nhà nữa. Ở nhà em mà trong khu nhà em có nhà là sao? Dạ có 2-3 nhà đang cho thuê. Thấy chưa? À đang cho thuê rồi mình lấy lại mình ở phải không? Dạ, dạ. Mà nói nghe nè, ai xịt dầu thơm mà thơm dữ vậy? Ai xịt vậy? Dạ chắc em á. Sao mà đứng đây mà bát ngát dầu thơm luôn vậy trời, ác mùi dầu thơm của tôi luôn á, đó tôi chưa thấy ai vậy luôn á. Mai ta gặp bạn gái tao phải xịt dầu thơm chứ. Chị hơi bị thính đó. Này chắc dầu dừa gì á. Rồi vậy thì mình có phải làm dâu không em? Cũng có chị. Có làm dâu. Mẹ có khó tính lắm không? Dạ mẹ em dễ và nấu ăn rất ngon ạ. Mẹ có dặn tìm mẫu người con dâu như thế nào không? Em mong đợi sẽ tìm được người bạn gái hiền, nữ tính, chân thành và hiện đại. Chị về chị hỏi cái vụ làm dâu chịu không? Làm dâu được không bé? Dạ
Nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái vấn đề nó không quan trọng. Được mà, với lại em khéo tay nè. Anh sẽ qua ngon lành thăm đàn gái cái nha. Cho em đi với. Em đi với, chờ chút đi. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương. Bây giờ nghe anh nói tưởng tượng anh sao? Dạ, chắc là một người rất là năng tính, bản lĩnh. Anh dễ thương lắm. Dân mà dân kỹ thuật á, thành ra đôi khi ít nói nè, hơi khô khan chút xíu. Dạ không sao, khô khan thì em buộc lại được. Em không thích gia trưởng nữa. Anh thấy ổn đó. Được. Dễ thương lắm em. À. Hôm nay em có đi với người thân không em? Dạ có. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với lại cô, với bạn. Dạ chào cô. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Tại vì Thanh thì Thanh bên đạo chúa, thì Thanh nói chung là cũng có một cái niềm tin của mình. Thì Thanh cũng muốn rằng nếu như bạn trai, bạn nam đây á, thì chung một chí hướng thì điều đó là tốt đối với đại gia đình và con gái. Dạ, theo con thì khi mà mình có tình yêu, mình sẽ vượt qua được tất cả. Cô cũng mong như vậy, cũng mong là như thế. Rồi, cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai của em. Do ba mẹ cũng lớn tuổi nên không có đến được. Em là Khang, là em ruột của anh Hiển. Anh Hiển của em thì rất là hiền, chân thành. Khi mà yêu một người thì sẽ yêu hết mình, yêu chị hết mực. Và đặc biệt là không bao giờ khiến cho người yêu mình buồn. Còn về chia sẻ về chị Trúc thì em thấy là chị rất là dễ thương, xinh xắn, tính tình rất tốt, rất là nhẹ nhàng, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì em thấy hai anh chị rất là hợp với nhau. Thì em hy vọng rằng hai anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ kéo màn lên hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn. Anh có quà tặng em. Dạ, em cảm ơn quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có khoảng không gian riêng để các bạn trò chuyện. Mời các bạn. Em có hay đi du lịch không? Dạ có, nhưng mà em không có thích đi phụ. Nghĩa là em chỉ đi du lịch tour hoặc là đi với gia đình. Đi du lịch bằng xe buýt. Người ta không có thích đi Honda cho nên người ta không thích đi phượt cái Honda. Dạ em thấy lại đi phượt cũng nguy hiểm, với ba em cũng không có cho em đi. Anh cảm thấy em như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì anh thấy em là người rất là dễ thương. Dạ. Chân thành. Rồi còn bên nay cổ tặng cái gì kìa, đó coi thử cái tay nghề cổ coi. Dạ. Wow. Rất là dễ thương. Sao làm được em? Em mới làm có tối qua. Ồ hay quá nha, dễ thương nha. Đó. Rồi, em ở quận mấy em? Dạ, quận 9. À, anh ở bên Thủ Đức, hơi xa. Trời ơi. Xa quá hả? Thật ra thì nhà anh ở Thủ Đức, anh làm việc ở quận 9. Dạ. Anh công ty anh vậy gần xa, gần xịt, gần xa gì nữa. Thì nói giỡn mà chị. Dạ. Vui. Nãy giờ mới thấy vui nè. Nếu mà gần nhau như vậy thì anh một tuần có thể mình gặp nhau khoảng 3-4 lần em. Dạ đúng rồi. Em thích mình hẹn hò ở đâu trong lần gặp đầu tiên? Dạ em thì thoải mái là sao cũng được. Em không có khó khăn về cái vấn đề phải bắt bẻ người khác như sao. Tính em không có thích bắt bẻ người khác. Quá dễ thương rồi, vậy là ngon lắm rồi đó. Cười, chấm chìm rồi. Cảm nhận cô gái thôi sao, nãy giờ cảm nhận sao? Bạn gái rất là dễ thương, rất là ngoan và hiền. Quá ngoan, quá hiền, quá dễ thương luôn. Dạ. Có trong cái suy nghĩ của em không? Dạ có ạ. Em thấy thích không? Dạ thích ạ. Vui rồi. Hy vọng bây giờ chúng ta có thể cho nhau cơ hội để cùng... Em hát bài nó tặng bạn gái đi. Dán lên anh hát. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi. Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Em gái đáp lại liền. Em cũng bị đau họng anh, nãy em định hát theo anh đó nhưng mà em hát không nổi. Được rồi, sao? Hát bài riêng em đi được không? Em cũng chuẩn bị bài đó. Trời ơi, đâu mà trùng hợp vậy? Thiệt luôn hả? Bây giờ mình làm lại thử hai người cố gắng hát xong ca thử coi được không? Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắm lên bên ô cửa nhỏ.
tình yêu là những chiều em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Bên xe có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Trời ơi, một sự trùng hợp đâu mà trùng hợp dữ vậy. Quá dễ thương. Rồi, bắt đầu để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay đi các bạn. Chúc mừng các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Nào, đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn để đến với Cinebox 212 để chiến thắng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Nắm tay nào. Nắm tay thật chặt nha. Và hôn một cái đầu tiên để nhớ ngày hôm nay. Xin cô đi. Rất đẹp đôi. Nhớ ngày hôm nay bạn nhé. Đây là giây phút đầu tiên rất ấn tượng trước ba mẹ cũng như là trước ông bà đang xem trên TV và rất nhiều khán giả. Nhớ những gì mình đã nói, nhớ những gì mình hứa, mình phải làm cho đúng nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, nắm tay bạn. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Năm nay em 29 tuổi. Thì hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty phân phối thiết bị nhà thông minh của Đức. Em đang sinh sống ở đâu? Dạ em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy cưng? Dạ ở Bình Thạnh. Mời em trai. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Ninh và chị Ngọc Lan và bạn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Văn Tuấn, quê ở Đắk Nông. Hiện tại năm nay 31 tuổi, công việc của em là lái xe du lịch. Em lái xe như vậy là lái cho gia đình mình luôn hay là em lái cho công ty? Em lái cho của em á chị. Xe của nhà luôn. Xe nhà luôn hả? Dạ chị. Rồi vậy là công việc làm ăn cũng ổn định rồi. Ổn định. Nếu bây giờ mình lấy vợ mình ở đâu Tuấn? Dạ em có miếng đất rồi. Rồi khỏe vậy không cần phải lo gì hết. Có vợ là có nhà ha. Chúc mừng Tuấn luôn. Nhà trai tôi bây giờ chỉ có vợ là tôi xây nhà luôn đó nha. Có đất rồi, ngon rồi. Ừ. Bây giờ mình tới với cái phần gọi là ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, nếu mà nói về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người rất là năng động, nhiệt tình nữa. Với lại em rất là dễ giao tiếp với mọi người xung quanh. Về điểm yếu thì em hơi nóng tính, em rất là kỹ tính trong công việc. Với lại em rất là tôn trọng lời hứa. Những cái bạn mà nói chuyện với em mà chỉ cần là thốt ra một lời hứa nào thôi thì em sẽ nhớ rất là lâu. Và em nếu mà bạn không thực hiện được thì em cảm thấy là không được. Nghỉ chơi người ta luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Đó, nhà gái của chúng tôi là rất rõ ràng trong những cái chuyện đó, cái gì hứa là phải làm. Nhà trai tôi không hứa cũng làm. Dạ đúng rồi anh. Còn hứa khi làm khi không. Còn hứa khi làm khi không. Em đã hứa là phải làm anh. Nói vậy thôi, bây giờ là nói cho nhà gái biết đi. Mà ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì là Tuấn? Ưu điểm của em á thì hứa là làm và làm nhiệt tình. Nhiệt tình luôn? Dạ. Hứa là chở? Dạ. Chở là tới? Tới bến luôn anh. Tới bến luôn. Có khuyết điểm gì không Tuấn? Dạ em rụt rè, ít nói anh. Đúng đối tượng em vẫn nói nhiều. Mà quan trọng là nhà trai là ngày xưa là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ không được mấy năm đâu anh, được 3 tháng 4 tháng thôi. Là dài nhất á hả? Dạ. Trời đất ơi, còn mối kia chắc... quá vậy. Mối kia chắc 1 tháng hả? Dạ cũng vậy anh.
Sao vậy? Tức quá, chị qua hỏi thôi. Chào dạ, em chị. Sao vậy? Sao mà quen có 2-3 tháng rồi chia tay vậy? Dạ em do em rụt rè quá chị. Rè nhất nha. Dạ. Rồi giờ bớt rụt rè chưa? Dạ bây giờ bớt rồi chị. Bớt thiệt chưa chứ? Dạ rồi. Này quen là quen luôn, lấy luôn nha. Dạ đúng rồi. Ừ. Hứa nha. Dạ em hứa. Bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. Mối tình dài nhất là năm em học cấp 3 là gần 2 năm. Được 2 năm đó. 2 năm vậy là cũng dài, có kinh nghiệm yêu hơn bên đây. Có về gì chỉ dạy bên đây tình yêu nha. Bên đó không chừng là tới khâu nắm tay là chia tay đó. Sợ quá, nhát quá chia tay luôn. Nắm rụt rè mà vừa đưa tay rụt. Trong khi đó con gái người ta muốn nắm tay muốn chết luôn vậy mà họ không chịu nắm. Đó là một trong những cái điều mà bất thuận lợi. Cố gắng bên đây chủ động giùm nhà trai tôi nha. Dạ được. Dạ được ha. Đó, ngon lành luôn. Bây giờ mình nói cái tiêu chí có bạn trai của mình là như thế nào đi. Em thích những bạn nam cao thì ít nhất là từ 1m7 trở lên. Thiếu chút được không? Xem thì cũng được. Không, thiếu cũng nhiều đó. Mình phải nên chấp nhận thực tế một chút. Ủa, tôi có dài, tôi có này kia đủ điều kiện tôi lên. Dài ngắn nó không có quan trọng. Đúng quan rồi. Trọng là cái tính tình, cái tấm lòng mình nữa. Em mong muốn là bạn nam sẽ là một người chín chắn và nhường nhịn em trong những lúc mà cãi vã nhau. Nhường hết luôn. Không thả. Dám cãi một tiếng nào hết trơn trọng luôn. Có công việc ổn định, có tài chính. Ta có xe riêng, đúng. Đất riêng luôn. Xe riêng, đất riêng, có đầy đủ điều kiện kinh tế là ngon rồi. Chỉ lo yêu ta là được. Tất cả mọi thứ chỉ cần lo yêu người ta thôi. Còn mọi thứ để người ta lo. Được không? Được. Ừ. Đó. Rồi bên mình nè, mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Mẫu người lý tưởng của em là hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ. Còn gì khó hơn nữa không? Không, em thì vậy là đối với em hạnh phúc lắm rồi. Cô này dễ thương, cười tươi lắm. Sẽ chủ động làm... em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn của em. Em chào chị Ngọc Lê, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Thì theo ý em thì bạn nam này sẽ hợp với Tuyết nếu mà bạn nam thì thật sự chủ động nhiều hơn nữa. Dạ. Bạn Tuyết có thể bù đắp những cái phần rụt rè của em, nhưng mà chị nghĩ là em cần phải chủ động thiệt là nhiều. Dạ. Thì Tuyết sẽ cảm thấy an toàn hơn. Dạ. Hợp lý á. Rất là hay đó. Rất là hay á. Đúng là có những cái thứ mà mình phải chủ động. Em ít nói nhưng mà hành động em sẽ chứng minh cho bạn gái em biết. Ok, hợp lý. Trời ơi, thấy chưa? Nói vậy chị yên tâm chưa? Dạ. Ít nói thôi chứ không phải là ít làm nha. Thì nếu như mà cả hai có duyên kết hợp với nhau á, thì chị sẽ cố gắng theo dõi và động viên em để em có thể chinh phục được Tuyết dễ dàng hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì giúp đàn trai tôi ha. Cảm ơn nhà gái. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với hai mợ và chị em. Chào MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Bạn gái bên này cũng xinh xắn, dễ thương, dịu dàng. Thì hai cháu lên cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Nếu có được chữ thương thì sẽ mọi chuyện sẽ được đi xa hơn. Dạ, cảm ơn mợ. Rồi, bây giờ mình mở ra. Bắt đầu đi Tuấn. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Cảm ơn em. Mở quà đó coi cái gì? Cuốn sách anh ạ. À, rồi, đọc sách ha. Bây giờ nào, để phá tan cái bầu không khí căng thẳng rụt rè này, Tuấn hát bài tặng bạn gái cái coi. Trời nào trời nhau nhé, đôi ta cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó, nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều in gió khi em khẽ run làn môi mềm. Làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nghiêng nhìn mây trời. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời. Kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. I love you so. Yeah. Đứng ra Tuấn. Mình thông báo với nhà trai biết nhà gái của tôi là một dancer. Vậy à. Nào nhảy đi. Em xin phép cởi giày ra. Tại cởi giày ra em. Cho một chút âm nhạc.
Quay mặt cho bạn gái xem nào, bạn trai xem nè. Qua nhảy với bạn ra, bạn trai kìa em ơi. Trước mặt bạn trai xem kìa. Bây giờ chưa bây giờ đó, để nguyên em đứng dậy. Bây giờ cặp này nhảy chung với nhau, em nhảy cho bạn trai nhảy theo coi hợp lý không nào nha. Em baby, bây giờ em chỉ vài động tác cho bạn trai nhảy theo thôi. Đúng rồi, hai đứa quay mặt cứ vô nhau đó, nhảy coi hợp lý nha. 1 2 3 4 5 6 gì đó, bạn trai nhảy theo, bắt đầu. Hơi khó để đó, bạn trai cứ nhảy theo được gì hay đó. Hợp lý, được quá. À, rồi ơi, nhà trai tôi học hơi bị thông minh rồi nha, dẻo lắm đừng có giỡn. Hai bạn này về chung một nhà vui à, lúc nào cũng nhảy nhót, giận giận là đem nhạc ra nhảy thôi. Đúng rồi, sống mà rồi nhảy cho nó vui không? Anh cảm nhận là em rất dễ thương, phù hợp với tiêu chí của anh đề ra. Dạ em cảm ơn. Thì ấn tượng đầu tiên của em với anh thì anh thấy cũng rất là hay, nhìn cũng rất là có vẻ là nhút nhát á. Đúng rồi. Mà em thì thích người chủ động nhiều hơn một nửa xíu nữa. Em sẽ cố gắng chủ động nhiều hơn. Dạ. Em thích có thích học võ không? Sai lầm này khi dạy vợ học võ đó cưng. Không sao đâu. Đừng đưa ra vấn đề đó cưng ơi. Mốt về có gì mệt mỏi lắm. Nói vậy là nhà trai biết võ hả? Dạ em biết. Biểu diễn dài đường được không? Dạ em tới đây cũng muốn chia sẻ cho mọi người một số thế để tự vệ. Em xin mời ạ. Gì? Em xin mời ạ. Gì? Không, anh chị tấn công em thôi. Em ví dụ như tấn công từ trước hay từ sau? Đừng đánh anh nha. Dạ. Ví dụ như đối phương ôm đằng sau đi. Anh ôm, ôm anh ôm em. Ôm chặt vô. Ôm thôi đừng mò. Ôm người ta kêu ôm mà. Anh ôm siết vô. Rồi một cái nữa. Mạnh quá. Còn một cái nữa mà đối phương chụp cổ mình. Chụp cổ mình. Chụp cổ đúng không? Dạ, yeah, chụp cổ em. Mình sẽ phá từ trong ra ngoài. Chụp vô cổ. Đắp vô. Thôi được rồi. Dạ. Lực nó ghê lắm. Mới ôm nhẹ thôi, làm lực bất ngờ bật ra liền luôn. Trời ơi quỷ sứ đàn ông mạnh quá. Sứ đàn ông mạnh quá. Quá đàn ông, quá đàn ông rồi. Xin lỗi. Chú Linh mà bên đây nhìn nó kỳ lắm. Sức mạnh nó kinh khủng khiếp. Mới chạm nhẹ thôi bật ra liền luôn, thành ra nó bảo vệ là như đó là đủ thấy một. Bạn ấy có khả năng bảo vệ em tuyệt đối rồi. Còn bao lâu mình có thể kết hôn được em? Em thì hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, nhưng mà nếu mình có duyên tiến tới hôn nhân thì em cũng thoải mái, cứ tùy theo duyên số thôi. Anh cũng xác định 6 tháng tới 1 năm thôi. Em tiến tới nắm tay bạn gái, em nói hết những cái suy nghĩ về người đối diện mình đi, rồi mình tiến hành chuyện bấm nút thôi. Nắm hai tay, nhìn thẳng mặt bạn gái, nói hết cảm nhận của mình về người đối diện. Và hôm nay anh tới với đây gặp em, anh rất là vui. Anh rất mong hai chúng ta cho nhau cơ hội để đi tới xa hơn. Dạ rồi. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau khi mình giao lưu với nhau, cùng gặp gỡ nhau, nắm tay nhau, hát với nhau, vui với nhau, nhảy với nhau rồi. Bây giờ thì hai bạn hãy suy nghĩ và quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm.
Tại sao vậy? Sau những cái điều vừa rồi mình giao lưu với nhau, sau cái nắm tay đó thì em cảm giác là mình vẫn chưa có một sự rung động nào với bạn nam. Thì em rất là sợ là sau khi mình bấm nút rồi nhưng mà sau đó không có thể đi tiếp xa hơn thì nó sẽ gây sự hụt hẫng cho bạn nam. Nhưng mà em vẫn hy vọng là em và bạn nam có thể làm bạn. Có thể là sau cái thời gian mình làm bạn, mình tìm được cái gì tiếng nói chung đó, mình đồng điệu với nhau thì có thể mình vẫn có thể đi tiếp con đường của mình. Rồi, chúng ta mời ngồi. Mời nhà gái. Dạ, em chào chị. Em mời chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và dạ, chào bạn gái bên kia và chào tất cả khán giả trong trường quay và khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Tống Trường Giang, sinh năm 1973. Lớn lên này từ ngoài Bắc là đã vào trong Sài Gòn này sống từ nhỏ tới lớn. Nói chung là mồ côi, sống tự lập tất cả. Sinh ra gia đình có một cái truyền thống cách mạng, nhưng với tôi thì tôi bỏ quần ngủ sớm quá. Tôi làm kinh doanh bên bánh mì. Mình làm thợ làm bánh mì. Đúng rồi. Nhà ở Bình Phước thì có vợ đầu tiên thì đã chia tay đây mười mấy năm rồi. Gặp thêm một người nữa nhưng cái điều sự người ta dối gian quá, thành ra mình không có hợp, mình chia tay. Ly thân 12 năm rồi bắt đầu mới quyết định đến ly dị. Ly dị thì tôi có gặp lại một người ở Tiền Giang. Khi mình về đó mình dạy bánh mì á thì gặp được cô ta, nhưng cô ta lúc đầu thì rất tốt, nhưng lúc sau về quyết định lấy chồng rồi thì cô ta có một cái nhân cách sống nó không rõ ràng. Có đứa con nào chưa? Cô vợ đầu thì hai đứa con lớn, đứa 24 với 23 nè. Rồi giờ ở với ai? Đã ở riêng hết, tại vì khi hai chồng ra là hai chồng tôi đều không ai lấy tài sản, tất cả đây cho con. Rồi. Tại vì mình cũng có nghề, mình cũng làm ra tiền thì mình đi ra tay trắng. Bây giờ hai đứa con còn liên lạc với anh Giang không? Vẫn còn. Vẫn còn, có gia đình hết chưa? Chưa. Hai đứa gái đang ở đâu? Hai đứa trai hết. Hai đứa trai đang ở đâu? Đang ở Bình Phước. Bình Phước, còn anh Giang là? Đang ở Đà Lạt. Đà Lạt. Có nhà riêng ở Đà Lạt không anh? Không. Là tất cả là để ở dưới Tiền Giang xong rồi để lại hết cho vợ cũ, là vợ luôn. Rồi là mình đi ra mình làm lại từ đầu. Đó là hoàn cảnh và lý lịch trích ngang của nhà trai. Dạ. Và bây giờ thì chị giới thiệu về bản thân mình nha. Em xin chào Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan. Dạ. Tôi tên Nguyễn Thị Anh Đào, năm nay 44 tuổi, ở Phú Giáo. Hiện tôi là có ba đứa con. Công việc thì làm tại nhà, may quần áo. Dạ, may quần áo hả chị hả? Nhà gái thì làm thợ may. Dạ. Nhà trai thì làm thợ làm bánh mì. Bây giờ thì mình nói chút xíu cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi nhà trai. Tôi thì có một cái tính nhất là sống rõ ràng, thứ hai là sống nhất có nhân cách sống, và nhất là làm từ thiện. Thứ ba đó là tôi đã hiến máu nhân đạo trong 16 năm rồi, xác cũng hiến luôn, chỗ dọc hết. Nói chung gặp ai bây giờ là khỏi lo chuyện đó, chủ yếu là lo tập trung sống đúng và một cái cách sống nó đúng nghĩa, thương yêu nhau, để sự chung thủy là điều quan trọng, chứ không cần gì nữa. Có được khuyết điểm gì không? Nói chung xấu không có, tôi là nội trợ gia đình, nói chung tôi làm được hết. Làm gì cũng được hết. Tai nạn bao nhiêu lần vô bệnh viện tôi cũng không bao giờ chờ ai hết, tự một mình. Để nói bác sĩ mà nói trời sao anh không có người thân, tôi nói giờ người thân thì báo để làm gì, nó phiền, con cái nó nhỏ thì tốt chứ tự mình lo. Bây giờ nhà bên nhà của anh á, ba mẹ anh chị có ở Bình Phước không? Mẹ thì đã mất rồi, ông già thì cũng đang ngoài Hà Nội. Còn anh chị em có ai nữa không? Không có ai luôn. Mà nhà gái chị có ưu điểm gì? Ưu điểm của em á là rụt rè, nói chung là em thấy chị hơi run. Rồi có Ngọc Lan ở kế bên, chị đừng lo. Từ giờ nào giờ có lên sân khấu? Dạ, nấu ăn đồ nè, nấu ăn giỏi nè. Chị biết nấu thôi chứ cũng không giỏi. Dạ. Xấu thì cũng không có xấu gì, nhưng mà nó hơi kỳ kho một chút. Ai nói gì không vừa ý là hay mì mít ướt. Mít ướt hay khóc phải không? Đúng. Bên đây có nhà trai sẽ dỗ, nhà trai rất là bản lĩnh nha, nghị lực luôn á. Hay khóc vậy chắc hay tuổi thân lắm hả chị? Hay tuổi thân. Chị là có ba em bé rồi hả? Ba bé. Mình ly hôn lâu chưa chị? Chị ly hôn được 9 năm rồi. Nhắc tới vấn đề ly hôn là cô gái của chúng ta xúc động rất là nhiều luôn. Nói chung là họ đã sống giờ chồng không có hạnh phúc. Chồng chị có người bên ngoài.
nên thành ra là chị con không muốn ly hôn để kìm sống riết để cho con có cha có mẹ, nhưng mà thấy không được thì chia tay. Lần nó chia tay là anh đánh chị nên thành ra mới chia tay. Em hy vọng là đến với cái chương trình này chị sẽ tìm được một cái người mà tâm đầu ý hợp với mình, và quan trọng nhất là không có vũ phu với mình. Nói chung là trời đã, chị ly hôn chồng được 3 năm cũng có sống với một anh khác. Dạ. Yeah. Nhưng mà lúc đầu thì anh cũng hứa lo. Vài năm đầu tiên anh cũng lo dữ lắm, lo đủ thứ, quần áo làm hết, chị hỏi phải làm gì chỉ làm việc bên ngoài thôi. Bước qua năm thứ hai bắt đầu là anh lộ ra bản chất. Nhiều khi chị đi làm á thì anh ghen, anh nói là chị đi cặp này cặp kia gì đó. Hồi đó là chung là chị đi giao hàng cho công ty á, đi giao tới Long An thì có khi là đi xuống dưới kẹt công là chị phải ở lại qua đêm mới về. Dạ. Rồi ảnh mới nói này nó kia vậy, cái bắt đầu chị mới bỏ luôn. Hiện giờ là chị sống với bé Út, bé giữa thì nó đi qua đi lại thôi, lúc ở với mẹ lúc ở với ba. Vậy thì bây giờ cái mong muốn cái người bạn trai đi tiếp cái cuộc đời của chị, nó người đó sẽ như thế nào? Chị muốn tìm một bạn, người bạn hả, biết chia sẻ. Cái gì mình không đồng ý thì mình phải chia sẻ để nói, ví dụ như chị sai thì chị sửa. Dạ. Còn ví dụ như mà thấy ảnh không được gì thì cái đó không được thì chị sẽ nói, thì sửa. Chị cũng có con, nhưng mà con thì nó mỗi đứa mỗi nơi, bé lớn thì nó có gia đình ở riêng rồi. Nói chung là chị cần một cái người có thể hiểu, có thể chia sẻ, có thể sửa sai cùng với nhau. Bây giờ anh hãy nói cho em nghe là tiêu chí để tìm người bạn đồng hành sắp tới của anh như thế nào đi. Chủ yếu là kiếm, nói chung là con người phải biết sống, chia sẻ những khi buồn vui và những cái chuyện gia đình nó, ví dụ có chuyện gì đó thì mình phải ngồi lại nói cho nhau nghe. Dạ. Để mình giải quyết ra, chứ không có để như tiếng lớn tiếng nhỏ để nó mất lòng. Vậy tôi đã có hai người vợ là bị sai lầm cái điều đó mà. Dạ. tôi đã chia tay. Thành ra bây giờ tôi kiếm một người hiểu nhau. Dạ. Còn những cái công việc gì đó thì có thể chia sẻ cho nhau. Tôi thì tôi làm được hết, tất cả không ngại việc gì hết. Dạ. Quan trọng là điều đó thôi. Dạ. Chị của em cũng y chang như anh, cũng trải qua hai mối tình gọi là cũng không hiểu nhau được, cũng không chia sẻ được với nhau, và cũng không sửa sai cùng nhau được. Đó, hai người rất là sợ nhất là phụ nữ là nóng tính. Thứ nhất mình nói không nghe, mà cứ chỉ biết là mình là người đúng, còn không biết là mình là người sai. Thành ra tôi sợ nhất là phụ nữ cái điều đó. Dạ, bên kia cũng sợ y vậy. Anh có nóng tính không? Không. Mình Linh biết tôi là rất hèn, rất trầm tính. Nói chung là làm cái gì phải rõ ràng, dứt khoát. Ngày xưa hai vợ cũ tôi rất nóng tính. Khi nào gây lộn nóng, tôi sợ con cái nó nghe ảnh hưởng, tôi bỏ đi. Tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Chớ tụi chị em ở đó đẹp lắm. Để qua coi nhà gái. Nhưng mà được cái nét bề ngoài mà đẹp, mà cái nhân cách tốt nữa thì lại ok. Chị em mình hơi đẹp rồi. Đó. Gương mặt hiền hậu ha. Cười rất là tươi luôn ha. Bây giờ thí dụ như ảnh đang làm việc ở Đà Lạt, công việc ổn định này kia, hai vợ chồng lên đó sinh sống được không? Nói chung là giờ trước mắt thì chắc em chưa có đi được, tại vì giờ bé Út lo cho Út đúng không? Anh là không có vướng bận con cái. Không vướng gì hết. Cho nên là bây giờ nếu mà bên đây muốn lập nghiệp ở tại chỗ của nhà gái luôn được thì hết. Anh có thể đi theo được không? Được hết. Tại vì mình có nghề mà đâu quan trọng, như muốn ở Sài Gòn hay làm Sài Gòn, muốn ở đâu cũng được, bây giờ ra đó cũng được hết. Bây giờ chỉ sắm cái lò thôi. Cái lò bao nhiêu tiền? Nó tiền bạc không quan trọng đâu, cái đó tôi lo được. Thôi bây giờ mở rào cho anh chị gặp mặt thôi nha. Mở rào. Từ từ, chị cứ ngồi yên để cho nhà trai qua. Thôi rồi, tiến tới luôn. Có món quà tặng em, dù mình không bấm nút luôn đó, vẫn là một cái kỷ niệm ngày hôm nay. Có một cái nhật để tặng anh. Rồi, cảm ơn. Lần này là siết cuộc đời của anh ở lại sao mà. Em run quá, em không biết hỏi gì. Thấy anh sao? Nói chung là thấy anh cũng được. Mặt cũng phúc hậu ạ. Nếu mà về mai mốt á, hay mình sống với nhau á, là em phải lo. Khi anh mất là em chỉ alo là đại học y dược rước anh đi rồi, chứ không cần phải cái gì hết. Còn hiến máu nhân đạo là anh cứ một năm anh hiến 4 lần. Anh hiến 1600 mà tướng anh dự tới giờ đúng 81 kg là 81 kg. Nếu mà hiến máu thì em cũng hiến máu.
Một năm em đi có 3 lần thôi. Rất quan trọng cái sức khỏe. Yeah. Tiền bạc thì mình sẽ làm ra được. Còn cái sức khỏe mình không có thì không bao giờ mình có cái gì hết. Nói chung thì với anh ấy thì con cái nó lớn, cuộc sống thì nó ổn định. Còn như em thì con còn nhỏ, nhưng em còn phải lo cho con. Với cuộc sống của em thì nó cũng còn chặt vật lắm. Bây giờ tại giờ đang làm tại Đà Lạt. Thí dụ muốn về thành phố, về thành phố tại cái nghề của anh dễ lắm. Muốn về phu giáo gì cũng tại những lò phu giáo giờ. Với Bình Dương là bạn bè không, ở Sài Gòn này lò nhiều bạn bè nhiều lắm. Anh làm được tất cả loại bánh. Nói gì buôn bán thì em buôn bán được. Tại ngày trước em bán cơm mà. Mẹ bệnh rồi ba bệnh rồi con đi học vô học rồi nên không có ai lo nên em phải nghỉ. Anh có thể về phú giáo làm điều đó được. Được. Em thì ở đâu cũng được mà, quan trọng cái người thương yêu mình đã ấy là mình đi đâu. Bây giờ chờ cái cớ thôi đúng không? Có cái nghề này rất là tốt rồi đó. Em có nhỏ gái lớn nó cũng thích làm bánh. Anh nắm tay chị ha, hai người đứng kế bên đây nào. Chị sẽ từ đây. Hít lên cái tay đó. Bây giờ đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Là đây là đến đây là mình cũng đã biết bao nhiêu ngàn người, biết xe tự nhiên cái duyên để cho mình gặp nhau. Thì dù sao đi nữa ai cũng đã bừng gãy gánh rồi, bước đi rồi. Yeah. Bây giờ mình sẽ bước đi cho dựng trở lại. Anh mong em hiểu điều đó. Yeah. Cảm thấy sao với người đàn ông đối diện nè? Nói cảm thấy cũng ấm áp. Ấm áp ha. Nhưng mà em mất ước lắm. Nhà mà anh đừng la lớn là được. Không, tính anh không bao giờ nói ấy. Buồn là ví dụ giờ ở la buồn anh có cái phòng karaoke anh làm vô anh hát mình. Trời, vậy là hay hát lắm hả anh? Vậy chơi luôn anh ơi. Bây giờ lên chương trình thôi, hát một đoạn của bài Yêu Em Dài Lâu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh nên muốn yêu em đậm sâu, anh đã yêu em từ lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi thiên ông thôi làm mặt, cho thì loài chim quên lối bay. Nói chung là như này hơi bị rung, nó bị mất. Nói chung là vậy đó. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mình thích thì mình bấm liền luôn, không chờ đợi gì hết. Em rất là tin tưởng vào những cái lời nói của anh Giang. Em tin đây là một người đàn ông rất là thật lòng. Và khi anh đến với chương trình cũng là với một cái sự rất tin tưởng và an tâm ở chương trình. Em cũng rất mong hai anh chị sẽ cho nhau một cái cơ hội. Và bây giờ thì hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Anh xin phép em nha. Thấy không, người có kinh nghiệm hung là người ta gọn lắm. Tôi lấy cái tay để cái mặt vô là khỏi chạy cái mặt đi đâu được. Rồi, chúc cho anh chị sẽ sớm về chung một nhà nha. Cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Sẽ có một ngày tôi sẽ mời Quỳnh Linh và Ngọc Lan. Hứa nha anh. Đó, okay. Ngày vui của anh chị là hãy mời Quỳnh Linh và Ngọc Lan nha. Nhớ làm bánh mì đãi Quỳnh Linh là được rồi. Nếu có đãi như bánh mì không đủ bọn bánh hết. Mời bạn nam. Rồi các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về mình nha. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Huyền, Đào Huyền. Năm nay em 26 tuổi và đến từ Vũng Tàu ạ. Họ Đào. Dạ. Ồ, tên hai chữ thôi. Cả chữ Thị nữa nha, em không thích chữ Thị lắm. Em đang làm công việc gì? Em đang làm văn thư cho công ty bảo hiểm quân đội ạ. Là hôm nay mình đến đây để quay chương trình thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Đức Hướng, năm nay 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là làm bên giám sát an toàn xây dựng ở Phú Mỹ Ba, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu luôn. Giám sát công trình xây dựng là như thế nào? Bên em là giám sát là mấy cái đồ bảo hộ của anh. Là ra vào trong công trường là phải có mang nón bảo hộ, mang quần áo này kia đúng không? Mang giày rồi mang áo dạo quang. Thì em thì mỗi buổi sáng thì nói chuyện với công nhân là 15 phút trước khi là vào làm việc. Em nói sao đó, đứng dậy em nói cho anh nghe thử coi như công nhân đang trước mặt em nè.
người quản lý giám sát nói đó. Y như đang nói trong công ty đang làm việc nha. Trước tiên là em xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày làm việc rất là an toàn. Trước khi vào làm việc là mình phải mang đầy đủ đồ bảo hộ, thì phải mang dây quai nón và mang áo dạ quang, mang giày không có đạp gót, phải xỏ vào trong giày. Thì còn các anh nào làm lên cao thì nhớ phải mang dây an toàn đúng cách, rồi leo lên đó nhớ phải móc vào cái dây cứu sinh hoặc là mắc vào lan can. Thì cái nghề nghiệp em dạy vậy đó hả? Dạ. Ủa công việc có vậy thôi hả anh? Đơn giản vậy, vậy thôi. Sáng nào cũng nói vậy đó. Không, sáng nào nói rồi xong là còn mình vào trong công trường mình còn phải nhắc nhở nữa chị. Ví dụ chưa có ai mang đúng thì mình phải nhắc nhở sao cho nó đúng. Rồi em gái giới thiệu đi, mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em có ưu điểm nữa là nấu ăn với cả làm bánh ạ. Với khả năng trong con nít rất chi là tốt ạ. Rồi sau này định sanh mấy đứa con? Em nếu có điều kiện em thích 3 đứa. 3 đứa ha. Em thích mấy đứa con? Tùy theo vợ mình thôi anh, nuôi được nào với là gánh vác mình thì... Trời ơi, tùy em chứ sao tùy vợ. Em chỉ đẻ được thôi, còn nuôi là anh chứ ạ. Đúng rồi. Câu này hay nè, bên đó chỉ có đẻ được thôi. Bên này có nhiệm vụ nuôi, được không? Được. Được chứ, tự nhiên vợ đẻ rồi bắt vợ nuôi nữa sao được. Gì vậy? Còn điểm yếu của em là gì? Chị em nói là em chả được cái gì, chỉ giỏi phá thôi. Đồ điện tử nội kia vào tay em nó hư hết. Điện thoại nội kia bể hết màn hình. Làm gì bể hết màn hình? Em không hiểu, cứ đến em dùng được khoảng một thời gian xong tự nhiên nó bể hoặc nó hư. Ngô lộn bỏ ra, ôi chết cha, bể rồi. Cái gì cũng lạ, tự nhiên cái điện thoại ôi chết cha bể rồi. Bên bạn trai thì sao? Điểm mạnh điểm yếu bạn như thế nào? Điểm mạnh của em là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, biết tự lập. Những gì mà người ta làm được thì mình sẽ bắt chước làm được. Rồi tình trường mình sao? Có bà bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa được nghe câu em là bạn gái của anh nhé. Nhưng mà ngầm hiểu thì được một mối tình ạ. Do bọn em yêu xa nên là cũng nhiều vấn đề nên em chia tay. Có mấy mối tình? Dạ, mối tình em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì với tới mối tình thứ hai thì cách nhau mấy tháng. Quên nhanh dữ vậy đó hả? Tại vì lúc mối tình đầu tiên là thời sinh viên, rồi xong là ra trường hai người đi làm, xong công việc lu bu, rồi xong là mấy tháng sau quen người khác luôn. Không nhanh quên. Rồi bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Vậy mà em, tại em thích con trai cao ạ, nên khoảng 1m7 ạ. Hoặc bên đây 1m9 lần á. Hoang mang nha. Dạ. Gì với cả con trai phải có bờ vai rộng ạ. Em thích bờ vai rộng vì khi mà đi dép ấy, ôm người ta, tay mình để áp vào người ta, nghe tiếng tim người ta đập vậy ạ. Mình không cao mà mình thích trai cao 1m7, vai rộng để mà ép đầu vô. Con đang ép... vừa phải đấy ạ. À, ép tay. Dạ. Ép tay là đầu. Đó, nó phải vậy. Gì đâu. Giày nó hẹp lắm. Lát ép nha. Vai ép này vô. Vai hẻm à. Thành ra đừng có để giày, em phải mở ra nè, không? Mở ra nè, không? Vậy là mệt đó, thẳng ra vậy luôn. Vô, người ta phải nghe tiếng tim đập nha. Rồi, còn gì nữa không em? Nói chung phải có chí đến thủ một tí thôi ạ. Nhất tôn trọng cả cái ý kiến của em đưa ra nữa. Rồi. Dạ, thế thôi ạ. Có cái điều nào không thích ở con trai không? Ở dơ ạ. Em đang nói chuyện mấy ông xây dựng hay ở dơ mà lắm sao hả? Ở dơ, cái em ngắt cái đầu ở bên kia đi đâu buồn hoài. Nhiều khi về mệt nhậu quên tắm hoài á. Có không? Không có anh ơi. Một ngày tắm hai lần. Đồ hôm nào cũng giặt. Vậy được. Rồi vậy nhà trai muốn tìm người bạn gái như thế nào? 1m5 trở lên. Có nước. Em đùa rồi à. Vỗ tay là 1m5 trở lên có. Gì nữa 51 em? 51 và 59 có là chưa biết. Nước da trắng. Biết làm đẹp cho bản thân. Biết nấu ăn. Rồi em thích người phụ nữ mà có bàn tay mềm. Ủa sao chi vậy? Chi rủ người ta làm cực khổ, ta lo cho gia đình đủ thứ, tay người ta hơi chai chút. Có trong bàn tay thì em chỉ thích mỗi khúc này nó mềm mà. Khúc giữa này mềm hả? Kìa nắm tay kia còn mềm không? Mềm không? Mềm. Em suy đoán là tay của ai? Mên. Anh nghĩ là tay của bạn kia đấy. Hùng cái đi Hùng bằng cái này là hửi cái gì đâu mà rồi nè Hùng ta cầm tay lên thử nhẹ nhàng thích không? Thích lấy tay về đi để coi cảm giác sao nè.
Hôn đi. Hôn ta mà dỗ vô mặt đây hôn đi. Phụ nữ hung dữ gì. Phụ phàng. Cái tay bằng kia đưa qua anh hơi e ấp chút xíu. Nãy là em hung đúng đối tượng rồi đó. Bây giờ em để ý là chai gì cái tường là toàn ganh. Còn mà cái đối tượng bên kia không có ganh. Hụt vô. Có điều gì mình không thích để phụ nữ không? Tóc dài. Em không thích tóc ngắn với tóc xù. Tại sao kỳ vậy? Tóc dài tôi thước tha đẹp. Tự nhiên thích tóc ngắn cũng được, nhưng mà tóc xù là... Tóc mà nó bồng bồng lý này. Do thích sao hay là không thích? Không thích. Vậy là thích cái gì? Mình thích tóc dài. Gì vậy ông? Hồi nãy nói nó khác mà ta. Không, em nói lộn. Em nói lại à. Rồi. Để anh qua anh xem coi đàn gái có tóc xù hay là tóc ngắn gì không. Được rồi. Hello. Em chào anh ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn. Này mét 59 em ơi. Chuẩn bị sẵn sàng hết chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà được thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thôi ạ. Anh này được rồi đó, anh thấy hợp lý. Ngon em, mở vai ra. Đó. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Em đi với cô em với cả bạn đại học ạ. À, mình là cô của cháu Huyền. Đào Huyền đúng không cô? Đào Thị Huyền, nhưng mà đi học thì các cô cứ hay trêu là bỏ chữ Y đi ạ. Thì cô cứ hay đọc là Điêu Thuyền. Họ Đào á. Họ Đào. Họ Đào ngồi dưới các ngồi dưới tường gọi là Đào Tường. Đào Tường. Dạ cô nhận xét cô? Cô thấy bạn trai bên này cũng được, dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ, dân công trường mà nói năng nhỏ nhẹ đấy, được. Cũng ngoan. Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ. Dạ chào Hoàng Linh với chị Tường với chào khán giả. Thấy cái gái này thấy nó xinh và thấy cởi mở, thấy con người thông thái như nhà mình rất là như dạng tánh hơi chuẩn hơn, nói chuyện hoặc cái gì là phải chuẩn. Rồi thấy cũng hợp với em. Nhất là nấu ăn dịu dàng như thấy bé gái này thấy không được á. Rồi cảm ơn chị nhiều. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Nào, mời em. Ôi trời. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có cái viết tặng anh. Vai. Nhớ nha. Tuần thì em rảnh chắc cuối tuần à? Em rảnh cũng cuối tuần đấy ạ. Tại vì ngày thường em phải đi làm, em nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Cảm nhận về nhau thế nào, người đối diện? Anh có suy nghĩ gì về em không? Vai. Anh thấy em xinh, sáng. Em cảm ơn. Gần như là cái đối tượng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Em thấy anh ấy thì giọng nói thì khá là ấm, hiền ạ. Còn không biết là tính cách thì mới gặp lần đầu thì em cũng không dám nhận xét nhiều ạ. Tim mình có đập chưa? Đập hơn những ngày bình thường. Bạn gái muốn là ép vô để nghe tiếng tim đập. Đứng lên. Đếm vô. Nào, Y Nguyên. Bịch. Nghe không? Chưa nghe hả? Tại em chưa áp sát. Vai này thế nào? Đủ rộng à? Đủ rộng. Chiều cao mà đâu có đủ 1m7 đâu em. Em bồ quốc ra ạ. Thôi được rồi, thấy cũng hợp lý ha. Nè. Em coi là cái tay coi, phải cái tay nãy không? Phải. Rồi. Hẹn hò thế nào mình tính trước đi các bạn. Bỏ sao? Việc rồi. Xin thích trai gái gì nói luôn đi. Em không quan trọng con trai con gái, chắc chỉ bạn trai này quan trọng đi chứ em. Thì con nào cũng là con hết ạ. Anh thì thường là anh thích đứa đầu tiên là con gái hơn. Gái để sau này mình có nhờ. Chưa sinh mà đã nhờ rồi à? Chưa có nuôi gì hết trơn, tính tới chuyện nhờ rồi hả? À, em có một tính xấu trong khi yêu ấy. Khi mà em giận ấy là em không muốn nói. Tại vì em sợ em nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Nên là lúc đấy em sẽ im lặng. Nhưng mà đợi lúc nào thích hợp thì em sẽ nói ạ. Vì vậy giả sử mà mai mốt anh có yêu em ấy thì anh đừng bắt em nói luôn. Tại sao cô không nói luôn hay là có cái gì đấy á? Không nói thì cứ nhắn tin cho anh biết để anh... Em sẽ cố gắng. Em sẽ khắc phục cái đấy ạ. Tiền bạc về cưới về ai giữ? Thì em cũng đi làm xa để chắc đưa cho vợ chứ. Vợ đâu? Thì nếu mà tiến tới được người bên kia thì thành là vợ em. Vợ
trước khi ấy mình nói gì với gia đình cái đi này? Em xin hứa với bạn bè, với gia đình, với cô là nếu mà con được chăm sóc được với cho bạn Huyền bên kia thì anh sẽ hứa sẽ không bao giờ làm cho Huyền buồn, không bao giờ làm cho một người phụ nữ mà bên cạnh con là phải khóc vì cái vấn đề mà không đáng. Khóc cái nào là đáng cái nấy á. Sao cô? Con nói gì với cháu rể tương lai không? Rồi thì cái chuyện này thì nói chung là hai cháu bây giờ cứ bước đầu là tìm hiểu nhau. Để sau đó nếu mà lên duyên vợ chồng thì nó là cái tốt. Rồi, rồi cảm ơn cô. Hôm nay hy vọng là một ngày đáng nhớ với hai bạn nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi nắm tay nhau đi. Đấy. Đi. Tay kia kia sao? Tay lạnh thế. Hả? Mềm mại và ấm áp. Nào. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh và các bạn, ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. À. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. À. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Đúng rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô. Sao em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ cũng không ơi mấy anh thì em cũng người miền Tây mà tính gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu mà. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu à, có ngược không miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh? Đâu có thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhường bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình. Có một mối tình lâu nhất 4-5 năm vậy. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung mọi người cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay.
Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi, chút gu với an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu anh Hoàng hỏi chút xíu ơi. À chào em gái. Anh em... nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc ảnh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khơi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi. Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì buồn cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố ạ, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời gian em hỏi vậy. Bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm nữa. Chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá rồi, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cổ ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp. Xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh được không? Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười. Cười, trời ơi, cười. Cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Có nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Rồi, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ từ xưa vậy em có hút gì ơi. Rượu chè gì không? Dạ ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gần 1.5 tư lên, biết lễ phép thì lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được, tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu, tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả?
Rồi em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái, không có ăn hiếp đâu. Thì không, em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ, có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ, chào bà. Chào chú Huyền Linh, chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi giắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi thì giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin thân em, rất vui hiệp. À, cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương. Tính tình thì cũng hiền nhưng mà có cái là không có cái gan khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi! Sao vậy trời? Ủa thì ra là thích cái răng khởi là để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khởi giống con chó em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Không dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu hồi không hồi xưa nói chung nó khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ em đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc luôn. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết, nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút của ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn, cô ra cô nói gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không mà quý vị. Hung không mọi người. Chị ơi, em xin phép hung em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược.
À, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Châu Thị Tháo, hiện tại em là nhân viên thiết kế. Em đến từ Bình Định, em hiện đang sinh sống tại quận 9 ạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Hiện tại em tròn 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Em tên là Trần Minh Hải, em đến từ Quảng Nam. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, hiện tại em làm công nhân sản xuất ở khu công nghệ cao quận 9. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút xíu lý lịch về tình trường của mình. Mời bạn gái. Nói thật là chưa trải qua mối tình nào, chỉ có mối tình đơn phương là kéo dài 3 năm. Trời ơi, yêu ai mà yêu 3 năm dữ vậy em, rồi người ta có biết mình yêu người ta không? Không, em không có nói. Có khi nào em tỏ tình hay là em gợi cái gì cho người ta biết không? Em cũng có bật đèn đỏ vài lần nhưng mà bạn... Ta bật đèn xanh với ai bật đèn đỏ? Đèn đỏ là khi người ta đứng lại đúng rồi. Trời ơi. Em bật đèn xanh mà bạn đó nói chung là cũng kiểu quan tâm em, cũng lo lắng cho em nhưng mà kiểu như là chỉ là bạn bè thôi chị. Còn chàng trai bên này thế nào? Dạ, em có trải qua một mối tình anh cách đây cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 4 năm. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, nói chung bạn gái là muốn cũng cao một trên 1.5m là được rồi. Còn tính tình thì nói chung là biết tôn trọng người lớn tuổi và nói chung là dễ hòa đồng vậy. Cái đó dễ mà. Dạ. Người phụ nữ nào cũng có điều đó hết. Đơn giản quá ha. Ừ, quá đơn giản. Rồi bạn gái mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải tính tình, phải điềm đạm, mà hiếu chuyện. Lúc nào cần nói gì đó thì hãy nói, đừng có kiểu như là... Nói chung là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Dạ. Mặt lẻo, tám hả? Dạ. Em có không em trai? Dạ, hầu như không. Không có không? Bây giờ thôi thấy không khí buồn quá em hát bài. Dạ thôi chắc em hát tặng một người vợ tương lai, em không biết có được hay không, nhưng mà bài hát mang tên Vợ Tôi. Vợ một tôi. Đoạn. Dạ. Hát lớn cho bên kia nghe kìa, hát vọng qua kia kìa, quay 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 qua bên kia. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lúa là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dày dầu. Không mơ giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lũy tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Ngọt rồi, vậy là ngọt ngào lắm rồi. Em cảm nhận giọng hát của ảnh như thế nào? Em nói chuyện với ảnh đi. Ảnh đang hát cho em nghe qua cái bức màn đó, em nói chuyện với ảnh đi. Nghe thấy giọng hát của anh thì cũng ngọt. Mà sao? Nghe hơi buồn. Hơi buồn. Hey, em có cái gì vui hơn tặng ảnh không? Dạ không đâu chị, em mà hát là khán giả xách dép đi về hết đó chị. Vậy hả? Dạ. Ê, để qua anh coi bên kia thế nào, bên đây hiền khô rồi em ơi. Ê, chào em gái. Dạ, anh chào. Dễ thương quá. Em không thích tật xấu gì của người bạn đời mình? À, để em cỡ luôn. Ừ, kể luôn đi. Nhiều lắm. Kể một loạt luôn cho anh nghe coi. Trước tiên là không biết biết nhậu nhưng mà không phải là nhậu nhẹt theo kiểu mà bét nhẹ nằm bệt ở ngoài đường, em tự lái kéo xác về là em có kiểu lên bờ xuống ruộng đó. Dạ. Hút thuốc em không thích hút thuốc, không thích mấy anh mà có cái tật là lười biếng mà ở dưới. Rồi còn gì nữa để em nhớ đã, chỉ nhớ bỏ quên. Nhớ đi nha, hồi nhắc ảnh nha, nhiều đó thôi cũng mệt rồi đó. Coi giờ không? Dạ, cũng đôi khi cũng có. Cũng đôi khi có. Em có đặt cái mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Thì cao trên 1m65, nhìn mặt hiền hiền với lại có nụ cười phúc hậu xíu chị. Cười phúc hậu là cười sao em? Em biết nữa, em nhìn vô em thấy nó hiền hiền là em thích à. Để tôi coi cái anh này coi. Mập mập xíu nha chị, đừng ốm. Mập xíu hả? Mập thì em nuôi đi, người ta mập chứ có gì đâu. Nụ cười này phúc hậu nè, có bao lúng đồng tiền luôn, đẹp lắm nha. Cao mét mấy? Dạ, 1m7. 1m7 rồi, đủ chuẩn rồi đó. Cặp này xứng đôi nè. Bây giờ lấy nhau về thì hai người định lập nghiệp ở đâu, lấy rồi ở đâu? Dạ, nói chung là chắc hiện tại là em sinh sống ở trong này thì chắc là tạm thời là ở trong này đã chị. Còn nếu về lâu về dài thì
không có điều kiện ở trong này thì cũng về quê sinh sống nếu ở quê có điều kiện hơn. Nếu về quê thì làm gì ở quê? Dạ nhà em thì chỉ làm nông thôi anh ạ, trồng trọt và chăn nuôi. Đủ vợ em không làm nông trồng trọt chăn nuôi nổi thì sao? Dạ em làm. Rồi vợ làm gì? Dạ thì nấu cơm là được rồi. Làm vợ thôi hả? Dạ. Chờ em thích ở nhà làm vợ thì sao anh? Thì cho đi lượm. Thì nói dĩ nhiên. Đi lượm gì? Dạ thì... Ở quê đi lượm gì được? Dạ nhiều thứ, đi giữ bò. Hả? Trời ơi, thôi tôi về. Trời ơi. Thôi vậy đi làm chắc ăn em ơi. Đi về quê giữ bò không em? Thôi. Trời, tướng này chăn bò sang lắm em. Bây giờ mình cho hai bên gia đình gặp nhau thử coi. Em có người thân đi theo không? Nhà em ở xa quá là điều kiện cũng không cho phép nên cũng không có người thân, chỉ có bạn em. Có bạn em cũng được. Rồi bạn em thử xem nãy giờ thấy cô bên kia đó như thế nào, có giữ bò được không? Đâu bạn em đâu. Em chào anh Quy Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em là bạn ở ngoài quê hay là em bạn là bạn thân này? Của Hải ở... chơi từ nhỏ đến lớn cùng quê. Hồi xưa có chăn bò chung hả? Dạ có luôn. Chăn bò vuông, em nhìn cái tướng chị này chăn bò được không? Chắc là không được, nhìn tiểu thư quá. Xin lỗi anh nhầm lớn rồi đó. Em gốc nhà nông lên đó anh. Việc nhà, việc nông, việc gì em cũng làm được hết á. Người em nhỏ nhỏ nhưng mà có vợ đó anh. Rồi, bạn nhận xét tiếp đi. Em thấy bạn của em là hợp với bạn Hải của em. Em ủng hộ. Bạn em có tật xấu nào nãy giờ chưa có kể ra không? Bạn em hồi nãy giờ có giấu một cái là có hút thuốc nhưng mà hút ít. Uống cà phê rồi thì hút một hai điếu. Một ngày hoặc khoảng 3-4 điếu gì. Trời ơi, vậy là cũng dữ à. Được không? Ngày 3-4 điếu được không em? Sao khóc? Sao khóc? Đừng khóc em ơi. Sao vậy? Em thấy hơi... Một ngày em uống 3-4 cái thôi. Từ bỏ à. Được không em? Chấp nhận hả chị? Chấp nhận luôn hả? Vậy em luyện sao rồi bỏ hết. Được rồi, cảm ơn em trai nhiều. 4 điếu cũng hơi nhiều rồi đó. Thôi bây giờ anh bỏ bớt đi, hút thuốc không có tốt đâu. Dạ em biết điều đó anh. Bạn gái bên kia yêu cầu cũng chính đáng đấy. Bạn gái em có đi với ai không? Dạ em có đi với em ruột và chú. Chào chú. Xin chào chị Cát Tường và anh Hiền Linh. Em là chú của Thảo. Thảo là con cháu trong gia đình thì nó rất là hiền, giỏi, thương ông bà nội với ba mẹ. Em thấy anh này được. Chú thấy được là được sao chú? Thấy hợp với Thảo. Còn hai đứa có hợp hay không thì tự hai đứa chứ em cũng không biết được. Chào chú. Dạ, nói chào chú Út đi. Chào chú. Nói chuyện gì chú gì đi. Dạ chú trẻ quá. Tại vì ở công ty em mấy người cửa như chú đây là kêu em bằng chú không. Dạ. Em gái kìa, em gái thấy anh rể tương lai sao em gái? Theo nhận xét của em á, thấy anh cũng được. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để mà tiến tới cái cuộc hẹn lâu dài hơn. Rồi em xin hết ạ. Rồi cảm ơn em. Rồi kéo màn lên đi cho rồi. Hai người gặp nhau. Chuyện giờ của hai bạn đó. Chúng ta có mấy phút ít ỏi thôi nha, tìm hiểu cho kỹ nha. Chào. Dạ chào anh. Ủa ngà không biết nói gì cả. Dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn con. Dạ dạ. Dạ hồi nãy giờ nghe nói với lại giờ nhìn thì thấy cũng cũng giống như suy nghĩ là chắc hình tượng cũng tựa tựa như em nghĩ à. Thấy nụ cười đó phúc hậu không em? Chưa nhận xét được chị. Không gian này có lẽ em không 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 đủ tự tin để thể hiện cho lắm. Nếu có cơ hội thì nó trải nghiệm từ từ có thể đạt hơn. Chứ không gian nào là em thể hiện hết mình? Dạ không, không gian nhỏ hẹp hơn tí nha. Nhỏ hẹp hơn hả? Dạ. Tối tăm hơn xíu hả? Dạ không, không cần tối lắm à. Mờ mờ thôi hả? Dạ. Tắt đèn? Dạ dạ không à. Tắt không? Dạ không, nói chung con cho tắt đèn hết à. Em thích nó vắng vắng. Vắng vắng. Bây giờ thế này, hai bạn này hình như hơi rung quá. Dạ. Hai bạn đứng lên đi. Dạ nào, đứng lên có lẽ rung hơn. Đứng lên, đứng lên. Nào thế này nha, đứng sát bên. Bây giờ chúng tôi tạo điều kiện hẹp hơn. Dạ. Gần hơn. Để hai người cảm nhận nhau. Không nhìn đâu cả, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cảm nhận về những gì mà mình suy nghĩ bây giờ, trái tim mình rung động thế nào. Rồi coi như đèn tắt không ai hết trơn. Bắt đầu. Dạ, dạ, có cầm nhẹ được không ạ? Cũng được.
Đứa này là đợt rồi. Em có cũng thấy như thế nào không? Dạ cũng vậy thôi ạ. Cũng thế. Nhìn thẳng vô nhau sao nhìn liếc đâu không vậy? Nhìn vô bạn gái kìa bạn. Em không biết nói gì nhiều anh ạ. Nói em ơi, nhà anh còn hai con bò, anh chia em con, anh con. Em thì qua khi kéo bánh vàng lên thì em thấy anh cũng như tưởng tượng của em là 80%. Thì cũng thấy anh cũng hiền. Dạ. Rồi bạn trai nói đi. Nếu như vậy thì em có chịu đồng ý việc với anh một lần không? Thì Quảng Ngãi thì em chưa Quảng ra lần Quảng Nam, Quảng Nam. Nếu được thì em cũng muốn ra ngoài đó thử một lần cho biết. Dạ. Dạ. Rồi em hết lẽ. Hết thời gian về trời. Hết thời gian em điểm. Ê, hai người đều nhát hết, không biết thế nào đây. Gặp đặt nhau tay hai vào người bấm chắc ngồi im lặng luôn quá. Mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chốt lại, trong suy nghĩ các bạn đang nghĩ điều gì, chỉ có trái tim mới biết thôi. Các bạn hãy thể hiện những cái gì bạn suy nghĩ, để tay vào nút bấm quyết định. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định. Nếu cảm thấy thuộc về nhau hãy bấm nút, mà cảm giác không thuộc về nhau chúng ta có quyền không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Em bấm rồi mà chị. Em bấm rồi mà chị. Bây giờ là nắm tay. Vậy hả? Bây giờ mới là quan trọng, lúc nãy chưa biết có đúng chọn rồi nhau hay không. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng, hồng ơi, hồng ơi. Bao tháng ngày anh ước nguyện, khi thái bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng, nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy. Đến khi thăng trần anh về thăm em. Con hồng là con nào vậy? Chàng trai đã chờ đợi khá lâu, còn cô gái là ai, để chúng ta bắt đầu chuyện mai mối ngày hôm nay. Đợi các từ một chút xíu quý vị nha. Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi đẹp gái, đẹp trai luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào như anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi em phải rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời ơi, răng cắn muốt đều dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng, nước sơn, nước, gạch men, trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Vuon Logistics Việt Nam. Là làm dễ gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. Em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. Không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Còn người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái à. Thoải mái. Được. Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy nhật không nghỉ, làm. Vậy đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Là làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À cụ thể là làm sao? Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Dạ. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích dạ, đi dạ. đi thôi đúng không? Dạ. Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con.
ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ, ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á. Rồi không có, ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm, giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, nhưng mù đường. Em đi đâu, em đi đâu là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn. Ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ lật giặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó. Ăn 2 buổi. Ăn cùng sếp luôn. Dạ. Rồi sau ngày em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu, không thôi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu biết nấu đó, đó. Cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được. Em chỉ tự em ăn thôi. Nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Trời, cũng khó à nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Chà. Nhưng mà này thời gian dài thì ít có nấu thôi, chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Dạ. Em thì không hút thuốc. Rượu thì không uống. Bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào nhậu say lắm. Đó, nhìn hầm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi. Chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khè ha. Rồi vậy cũng được. Ê, nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Dùng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ Hồng, Hồng ơi, Hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về. Mãi mãi trong tim mối tình hồng, nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy. Đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Trời, ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên cho em bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Tới phiên em, trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Đó, Hồng kêu tên nhỏ nào, Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hưởng không như bao người. Phải thương nơi xuống đây, để anh vội đến và rồi vội đi. Phải chỉ em không hiểu, giờ em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha. Nha, đừng Hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhăn hàm răng luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vui Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô vậy, hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quá. Có cố gắng, có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó. Giống như theo tình chạy tình là tình mình thôi. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn hả? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó
cách nhỏ hơn em 1 tuổi. Ừ. Đang cũng đi biển, đang đi biển ở Đài Loan, nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có có tiếp xúc một lần, nhưng mà em thấy không ổn. Nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây làm chi? Không phải là chỉ là anh đó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi, tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi, cắt bỏ mấy cái vụ đi sống đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sống đâu nha em, tại ảnh muốn mất chứ không có cái sống nào mất hết nha. Dạ. Tỉnh táo lên, chị bị gạt hoài hà, chị biết. Còn em? Em thì trải qua 2 mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi 2-3 nước lận. Trời ơi, Nhật, đi... Nghe, Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi đi vậy? Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, vậy như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Ừ. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nó không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... Là đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không? Nhớ cái chú Galasua gì á, rồi Đa gì đó. Đa đồng ý, còn Xua là không cho thì thôi xin xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô Đa thì đi, mà nó hô Xua Xua là đi vô. Đã. Hiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Đa Đa là bấm, mà Xua Xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng Nga đó. Rồi mối tình ở đây, rồi về lại. Về đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook vậy. Rồi, dạ. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu vậy đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Chị mà không hiểu 1 tháng, 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mới không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa? Dạ. Chưa mà ăn được gì hết trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì không quan trọng lắm, 1m mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. Em 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới á, thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình nên em làm hết. Mình nên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này á, hai người quen nhau á, thì nếu mà một tuần á, anh ló lên một lần á, thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì, còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây một tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với nhỏ đi biển. Ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta 2 tiếng. Nói thì thích thì 1 tuần thôi. Nhiều khi đến thích rồi thì có khi 1 tuần đến 2-3 lần. Cấp đó không cho lên nữa luôn á trời. Cái sống người ta không bao giờ mất. Còn cái kia là mất sống hoài. Ở đây em không gặp nhiều là do công việc, ai làm ăn mà em gọi không, bất lúc nào cũng có sống nè. Gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn, gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc. Đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi. Thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì, nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm. Em cũng, em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ thời gian đầu 1 tuần gặp 2-3 lần, rồi từ từ gặp lần rồi mình, thay vì mình quen nhau 1 năm thì bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi, 1 lần lên ở lại lâu lâu á. Tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở, rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ, 3-6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi.
đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi, ví dụ ok, quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn. Hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra. Còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty. Về nhà rồi hai chồng chăm sóc nhau. Hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu. Chị thấy cành này được rồi đó. Đúng không? Dạ. Đậu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi, đó có mấy cô chậm đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kia đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa. Trời, cái hình này ổng là ai vậy trời? Chọn đi, hình này chụp mấy năm rồi cưng? Dạ, 2008 á chị. Hai là... Cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá, em không có chụp được. Hôm em lưu về máy rồi nhưng mà em không gửi kịp. Ủa, cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cô. Hình 12 năm trước em à? Thôi đâu ơi. Rồi thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. Ừ, 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi. Đợi, mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Tụi tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm? Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1m66. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình. Mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1, 2, 3. Chào em. Chúc mừng hai bạn. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Anh tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời. Lịch sử người ta đi nước ngoài vậy, có khác, có quà, có quà. Nước quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà. Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng. Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng rồi đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 tới nay đó rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn. Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Đây còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi. Cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui. Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Ừ. Cũng hoạt bát. Ừ. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Ôi, vậy nãy giờ cũng khen không à. Đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi, hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền, vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây em. Ờ. Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thọ Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần? Khi nào mà có dịp lễ em mới được về. Không thôi là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Ừ. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út hả? Anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Cái này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí. Còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mặn. Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ sao không được.
Nếu mà anh quen em vậy từ khi nào, nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Dạ. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết, còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à, không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi, thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đêm đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi chết rồi. Nhỏ muốn lấy vợ liền, ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa. Mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Ăn thua em tìm cái tính cách người hiểu nè, tính cách chân thành hay là không. Rồi ha, em về nhà, về quê người ta em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta. Rồi coi cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư, nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Ăn thua cảm xúc của em thôi, ăn thua tình yêu của bạn. Hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không, yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa thì chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Yeah. Đó, bây giờ thì chị Tường mời hôm nay là bạn Nam đi, là có chị Hai đi theo phải không em? Yeah. Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi, hồi nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em, nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột đó hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Không có tật xấu gì không chị? Tật xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. À, ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như mẹ ta cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này, chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được, mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em, chị là chịu rồi đó hả? Thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa nếu tìm hiểu chịu thì tiến tới. Rồi, cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi, mình chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe nha, cảm ơn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha. Mỗi người bóc một lá bài ạ. Rồi em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì không khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hung được 3 cái. Hung được 3 cái nè. 3 cái ở 3 chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hung ở tay. Trời, hung hay hửi vậy trời, hung lâu lâu chút coi. 10 giây, hung lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước hoa. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Hôn đầu nữa chứ. Hôn tay anh phải. Cái đầu mà hôn nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hay bà em muốn hôn cái đầu. Em cho thì anh hôn.
Hoành tráng. Hoành tráng. Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe. 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 Rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hôn là khỏe rồi đó hả? Lo. À lo. Khỏe. Trời ơi. Em, sau ba nụ hôn của ảnh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem mà nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì. Đối phương có thích hợp với mình hay không? Mình có rung động sao xuyến gì hay không? Đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không? Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút, có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hả? Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi, nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi, chị Tường gửi tặng hai em. Đây là món quà tặng cho bạn gái để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim để tối nay có thể là chúng ta trực tiếp hẹn hò luôn, chiều hôm nay luôn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Có gì tin vui tìm hiểu nhau. Một năm thôi, ở xa mà 2 năm nó mệt lắm nha cưng nha. Dạ, dạ. Rồi, báo tin vui cho chương trình để chương trình tới chia vui với mình nha. Dạ. Chúc lúc này vui ạ. Mong bên bạn gái cho mình cơ hội để tìm hiểu. Hẹn hò tiếp theo thì có thể là hẹn bạn gái gặp uống cà phê và tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Lúc này cảm xúc của chị là cũng vui, nhưng mà hai người phải cho nhau tìm một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Chương trình hôm nay tạo cho chị với anh này cảm giác thấy cũng giống như là cho nhau tìm một cái cơ hội để tiến xa hơn nữa. Nếu mà em gái này chịu thì gắng hai đứa tìm hiểu vô đặng mau đến với hôn nhân, chứ đừng để lâu. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhìn kỹ vào, thích nhất điều gì trên gương mặt này và cái gì không thích ở trên gương mặt này? Em thích nhất là cặp chân mày. Trời ơi, cặp chân mày. Đâu, tôi qua từ góc nhìn này tôi nhìn coi. Cặp chân mày. Mày rậm ha. Dạ. Rồi, tiếp. Cái gì không thích? Không thích là... em nghĩ anh không có gì mà để em không thích hết. Tại vì đầy đủ tất cả mọi thứ. Hồi nãy em nói hói hay sao? Vậy có hói không? Hay là ok? Cái này giống như là thêm suy nghĩ là chán cao học giỏi. Cao. Mắt mũi miệng ok hết luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ghê vậy? Râu em thích luôn hả? Rồi, vậy là em hoàn hảo trong mắt cô ấy. Cô ấy không chê vào đâu được, nhưng bấm nút hẹn hò hay không chưa biết nha. Ôi, chào cả nhà, bạn trai đã xuất hiện đây rồi. Chờ ít phút nữa là cô gái sẽ xuất hiện thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi em trước ha. Bây giờ cảm thấy trong người như thế nào? Dạ cũng có một phần hơi hồi hộp vậy. Hơi tò mò. Dạ, có thổ rất là tò mò. Đợi một chút xíu nữa Tường sẽ đưa bạn gái ra liền nha. Dạ. Đó, lạnh quá. Rồi, hai bạn đã vào vị trí của mình rồi. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra rồi đó. Trước tiên là hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Hãy mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em tên là Văn, Đỗ Minh Văn. Năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm hiện là manager cho safety department của một hãng xe truck. Năm nay là 27 tuổi. Dạ. Em ở đâu? Dạ, em hiện đang sinh sống ở thành phố Phan Bali. Cách đây bao xa? Cách đây cũng chừng rất gần đây thôi, khoảng 10 mai. Nghĩ chỉ 15 phút nữa là tới đây. Vậy là quá gần. Em qua Mỹ được bao lâu rồi? Em có Mỹ được 10 năm. Rồi, mời em gái. Dạ, xin chào cô Cát Tường, chào bạn nam bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Thanh Bình, hiện tại em 20 tuổi.
Em đang là du học sinh, vừa đi học và vừa đi làm. Du học sinh đang học về ngành gì? Dạ em chỉ em đang học về tiếng Anh thôi, tại vì em cảm giác như là tiếng Anh của em không được tốt, em muốn trau dồi thêm nhiều tiếng Anh thêm, và sau đó em sẽ học lên, trong tương lai em sẽ học về manager của quản lý nhà hàng hay là một khách sạn gì đó. Qua đây được bao lâu rồi? Qua đây gần 3 năm à. Hiện tại đang ở với ai? Dạ đang ở với chị gái. Rồi bây giờ mình đi học thôi hả, là có đi làm gì không? Dạ vừa đi học vừa đi làm luôn ạ. À, em đang làm nhân viên cho một tiệm phở à. Vì làm part time thôi, tại vì em đi học là em lấy lịch ban đêm. Như hôm nay là ra đây hẹn hò là cái tiệm phở nó mất một nhân viên đó đúng không? Hôm nay thực chất là ngày off của em. Manager cho ngày off ngay ngày hôm nay nên là hôm nay đi. Rồi em ở chỗ nào, tiểu bang nào, xa gần? Dạ em ở ngay đây, ngay chỗ từ nhà em lên đây tầm 10 phút. Vậy là cũng gần gần với anh này. Nhưng mà cái địa chỉ là cái chỗ nào nói lên thử. Ở ngay chỗ Garden Road phải anh, ngay đường Euclid với lại Westminster. Ủa vậy là gần nhà em thôi. Ôi hẹn. Gần nhà luôn hả? Ủa có ngày nào hai người biết nhau không? Cũng có thể. Cũng có thể. Có duyên thì sẽ gặp thôi chị. Ở đây ra vô này, chỗ này là cũng cộng đồng người Việt nhiều mà đúng không? Dạ, chỗ người Việt em thấy là đông. Thế là đông, nhiều khi có lúc là hai bạn đã gặp nhau nhưng mà đã vô tình lướt qua nhau. Nhưng trái tim này nó không có ngăn cách chúng ta đâu. Một xíu nữa thôi chúng ta sẽ có thể xóa bỏ cái ranh giới này ngay lập tức. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Văn? Dạ, điểm yếu của em là như là khó tính, lâu lâu cũng hay cọc cằn được. Cọc cằn là em cọc với ai? Cọc cằn như nóng tính, như nói chuyện, như là khó cách nói chuyện với người khi nóng. Nhưng mà em nóng với ai? Cái môi trường xung quanh em là em nóng với ai? Nhưng nhất là trong lúc làm việc thì điểm mạnh của em là em khá độc lập, tự tin trong công việc. Mình có nghĩ mình là người hơi bị tự kỷ không? Không, nghĩ như là em khá cô lập, sống khá nội tâm. Thì khá cô lập, khá nội tâm nó cũng rất là gần với cái việc tự kỷ. Em không nghĩ em tự kỷ. Trầm cảm gì không? Thì hồi đó cũng có một chút như là bị bệnh trầm cảm nhưng mà ở mức độ nhẹ. Như là ngại giao tiếp với người lạ đúng không? Dạ, đúng rồi, ngại giao tiếp với người lạ. Về tình trường của mình thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu của em. Ở Việt Nam hả? Dạ, ở Việt Nam. Mối tình đầu nó mới 16, 17 tuổi thôi đó hả? Dạ đúng rồi, hồi trẻ trâu á chị. Chưa tới một năm thì tụi em chia tay. Là khi em qua Mỹ một năm thì dạ, em với cái người ở Việt Nam đó chia tay. Dạ. Lý do? Em yêu xa không thể bền vững á chị. Mỹ với Việt Nam là cách nhau nửa vòng. Thì lúc mà bên Mỹ ban đêm thì lại bên kia ban ngày anh không lại đi làm. Không có chia sẻ, không nói chuyện. Dạ đúng rồi, ít lắm chị. Thời gian là nếu muốn chia sẻ thì bên em là đang học thì anh đang ngủ. Khó thời gian để chia sẻ với nhau. Thì từ hồi qua Mỹ đến giờ cũng 3 năm thì em có mối tình nào bên này chưa? Em có một mối tình nằm trong dạng tìm hiểu 3 tháng và em thấy không hợp thì em chia tay. Thứ nhất là người con trai đó nhỏ tuổi hơn em. Em có biết người ta nhỏ hơn em không mà? Dạ, biết. Biết rồi còn tìm hiểu chi nữa là không hợp. Thử dạ đúng biết. Rồi lâu rồi muốn cảm giác lại, muốn yêu lại thôi chị, tại vì cũng lâu rồi. Cổ mới có 20 tuổi mà cổ nói giống như là cổ là già lắm, như kiểu như tôi vậy đó, lâu rồi không muốn yêu và thèm được yêu lại, rất là dễ thương. Còn em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì nếu mà nói về một mối tình thực sự thì em chưa trải qua, thì giống như nó không phải là một mối tình thực sự. Thì năm 12 tuổi em có, hồi đó còn bé, 12 tuổi chỉ thích một cô bé nào đó tên lớp 11. Thì khi đó em qua Mỹ rồi em mới bắt đầu như là quên cái người đó. Sau đó thì cũng cách tới 3 năm em chỉ có quen một cô bé ở trên, quen trên mạng thôi. Cả hai chưa ở Việt Nam hay là ở Mỹ? Ở Việt Nam. Em cái cô bé đó ở Mỹ, ở Việt Nam? Ở Việt Nam. Quen trên mạng, chưa gặp mặt lần nào? Chưa gặp mặt lần nào. Cũng có thể do khoảng cách, có nhiều cái trở ngại. Thì sau đó cũng như là cả hai đều quyết định là thôi. Nhưng mà lý do tại sao ở Mỹ này nè, gần kế bên này em không tìm được một người nào trong 3 năm, trong 10 năm em ở đây? Nó cũng là câu hỏi em tự cũng hay đặt ra cho mình. Mình phải hiểu rồi mình mới khắc phục được. Một phần do thời gian, thì trước đây thì cũng em có đi học, cũng vừa đi học vừa đi làm. Thì bây giờ công việc của em cũng khá là bận rộn. Thì em làm từ khoảng 7 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều. Rồi bây giờ nếu như mà em hẹn hò với cô bé này thì em định sắp xếp cái thời gian của em như thế nào? Em nghĩ là em sẽ sắp xếp được. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bề ngoài là ăn mặc lịch sự, đẹp trai, nhìn sao cho nó bắt mắt. Bắt mắt, dạ đúng rồi. Không có bị hói và không có hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không. Chỉ còn bạn nam đó cao hơn em. Được, đẹp trai có, hói thì cũng chưa thấy gì, cũng có tiềm năng chút xíu nhưng mà cũng không vấn đề gì. Kiểu dạng như là trí thức, thông minh. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng, nhận em gái mưa hay giấu giếm em. Bạn này thì chị nghĩ không có nhận em gái mưa em cái gì đâu. Em gái thiệt mà anh còn chưa nhận nữa em gái mưa gì.
thời gian tập trung cho công việc hơi nhiều. Rồi bây giờ ảnh có đem thêm một tấm hình nè. Theo những cái gì nãy giờ ảnh chia sẻ thì em có thể hình dung, em có thể tìm thấy ảnh trong nhóm người này hay không? Em hãy cho bạn gái vài cái gợi ý về mình để cho bạn ấy có thể dễ nhận dạng. Về ngoài thì không quá trẻ trung. Thứ hai, già trước tuổi. Thứ ba, con người như là khá nội tâm, nhìn là có thể nhận biết được. Nhìn cái người mà có thể nhận biết, nhìn cái hình có thể nhận biết được nội tâm. Anh có bị cận không anh? Hỏi nhiều quá, tao chỉ cho có 3 điều thôi, không có hỏi thêm. Hãy đoán đi, hãy dùng tất cả các giác quan của người phụ nữ. Trong tình đó có ít người đeo kiếm, cho nên anh không có trả lời được. Thử xem, nhiều khi không trúng ảnh mà trúng bạn ảnh ngồi sau lưng kìa. Trong đây có một người mang kính, chắc em nghĩ là ảnh. Đâu, đưa chị coi. Một người mang kính có thể là ảnh. Và chị hồi nãy chị Cát Tường có nói là... Em nói em không có hỏi chị Cát Tường, chị kêu là ảnh dáng hơi cao, hộp hơi dọn, nhìn hơi chí thức. Cái đó là theo suy đoán của em thôi. Nào, cảm nhận em như thế nào? Em đã đoán đúng rồi. Hay quá. Bữa nay sao mấy cô gái mình hay vậy ta? Ai nhìn hình mà đoán được, trong khi Tường ngồi đây nè. Ngồi trực diện Tường còn không đoán được nữa mà hai bạn có thể đoán được nhau. Mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Thì mẫu người của em cũng đơn giản thôi. Ngoại hình ưa nhìn, không cần phải như là quá đẹp, không cần phải quá hot. Thì chiều cao thì em nghĩ chỉ cần thấp hơn em bao nhiêu cũng được, cũng không quan trọng quá là chiều cao. Với lại ghen, phải là ghen cũng như đúng lúc, chỗ lại... Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Em nghĩ vậy, chẳng hạn như là có một ngày nào đó em đi làm, em về trễ, quá trễ. Thì như em hỏi là em đang làm gì, em đang ở đâu. Như hỏi như một cách như tế nhị, như không phải gặn hỏi như tại sao giờ này em chưa về. Kiểu tại sao em không tự chia sẻ để trước khi cổ phải ghen? Ví dụ như em ơi, bữa nay anh về trễ nha, vì anh gặp người đó người kia người nọ. Tại sao em phải để cho người ta hỏi chi cho nó mệt vậy? Nếu mình mỗi người cứ khư khư giữ cái tôi của mình không thì rất khó để hòa hợp được. Bây giờ thì Tường sẽ mở cửa trái tim ra, dành cho hai bạn ít phút để trò chuyện. Cố gắng lên nha, thẳng lưng lên cho đẹp trai nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có ít phút được trò chuyện trực tiếp với nhau qua mảnh ghép của trái tim như thế này. Chào anh. Hãy tự nhiên, hãy có khoảng thời gian thật là lãng mạn nha. Có quà gì đó cứ tặng nhau lên, tự tin lên, lãng mạn lên. Quà anh nhận cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thực chất cái cây này á là hôm qua em mua, nhưng mà nó ở ngoài là cái hộp nó rất là xấu, và em tự tay em làm bứng ra và em trang trí. Và em tặng anh. Nhìn có thể biết là cái này gì là handmade chứ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, sao anh có hỏi gì về em không? Thì với sở thích của em gì? Sở thích của em là em thích ăn và thích ngủ và hay nghe nhạc. Nghe nhạc. Dạ. Cái thể loại âm nhạc mà em hay nghe là như thế nào? Nhạc nào vui vui á, nhạc buồn thì nó sầu quá, nó thảm quá. Buồn thì sao? Em có hay nghe nhạc không lời hay là nhạc piano? Em nghe nhạc có lời. Mấy cái bài hit ở Việt Nam hầu như em đều nghe hết. Thì như sở thích, có thể cũng một phần là cái như sở trường của anh là em có chơi piano. Có gì thì anh chơi piano thì em hát cũng được. Tại vì em là người hát không hay nhưng mà em hay hát. Thì em có chơi piano trên YouTube. Bạn có làm một hai cái album trên Apple Music thì em có thể là nó nghe là... Mỗi khi anh nóng giận á, thường anh sẽ làm gì và để giảm cơn giận nó xuống? Em nghĩ là em sẽ giữ im lặng. Giữ im lặng. Hoặc là ngồi đâu đó suy nghĩ và nghe những bản nhạc. Em nghĩ lúc đó có thể cơn giận sẽ giảm xuống. Em cũng là một người nóng tính. Nên là khi anh chia sẻ là anh cũng là một người nóng tính, em cũng hơi sợ. Tại vì lúc mà em nóng tính lên, anh cũng nóng tính lên. Rồi không biết lúc đó anh có nhường em hay không? Nghĩ anh nóng tính mà không có nghĩa là anh dễ nóng tính. Anh có thích nấu ăn không? Dạ, anh biết nấu ăn chứ. Anh biết nấu ăn hả? Thì hồi xưa anh cũng như em thôi, anh cũng có đây năm 17 tuổi. Anh cũng có đi làm nhà hàng. Em là một người nói rất là nhiều. Và nói có thể nói suốt ngày suốt đêm luôn. Nên là anh ít nói, chắc em nghĩ là anh cũng chịu đựng khi em nói. Không được, người ít nói thì cũng phải có một người nói nhiều chứ. Nếu như vui quá lại thì cả hai cùng im lặng là thấy là khó. Dạ đúng rồi. Rồi, vài phút riêng tư đã hết rồi ha. Cái gì vậy, anh tặng em cái gì vậy? Anh tặng cho em một quyển sách nói về piano. Tại sao lại tặng cuốn sách về piano? Tại em có chơi piano. Em có thích chơi đàn piano không? Dạ em thích, nhưng mà em cần người dạy hơn. Dạ, nên là có gì nhờ anh. Dạ, dạ. Dạ, cứ dẫn. Có thể dự đoán được bao lâu mình sẽ
sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Thì những người này chỉ cần thật lòng với nhau. Bản thân em ấy, hồi nãy cô nói là cô muốn vài năm, 3, 4 năm nữa. Nhưng bản thân em thì em nghĩ cái kế hoạch của em trong cuộc sống này như thế nào? Khi nào em kết hôn được, rồi em sẽ sống lấy vợ, rồi em sẽ sống sinh sống ở đâu, như thế nào? Thì em đã chuẩn, em cũng đã nghĩ tới chuyện lập gia đình cũng đã khá lâu. Em nghĩ là em có thể chuẩn bị ready bất cứ lúc nào. Ok. Rồi, bây giờ chị Tường có một sách bài như thế này ha. Trong đây là những cái yêu cầu mà chúng ta dành cho đối phương của mình. Bây giờ các bạn sẽ mình bốc cái yêu cầu gì thì đối phương phải làm cái điều đó. Ngược lại bên đây bốc thì mình cái câu hỏi gì mình sẽ làm cái điều, thực hiện cái điều đó. Các bạn đồng ý không? Dạ. Yeah. Rồi, mời em gái trước. Hãy đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Bạn hãy thể hiện một khả năng khiếu nổi bật nhất: hát, đọc thơ, MC, giả giọng. Bạn này thì có năng khiếu mình biết rồi đó, là chơi đàn piano. Nhưng rất tiếc ở đây không có cái đàn piano. Ngoài cái điều đó ra, em còn năng khiếu gì em thể hiện cho bạn gái xem? Nếu như trong trường hợp này nên hát. Nên hát, đúng rồi. Hát là dễ nhất rồi đó. Một tràng pháo tay, khích lệ tinh thần. Dạ, yeah, vấn đề là em cũng không nghe nhạc nhiều. Em suy nghĩ xem. Hát thì em cũng có đàn, nhưng mà em cũng chưa bao giờ em hát với đàn. Đàn được là hát được, kinh nghiệm của tôi là đàn được là hát được. Một đoạn thôi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, em có đi xa, em có đi xa mãi. Tháng tư thôi thì thật mong manh, để lại nỗi đau những đêm giá vờ. Em nghĩ chị nhớ được. Bạn hát mà sợ người ta nghe được hay sao á. Em biết bài hát là bài gì không chị? Ờ dạ, bài đó là bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em, của Hà Anh Tuấn. Ủa vậy luôn em, hả? Em thích bài đó. May quá, em anh hát mà em nghe được cái bài đó cũng là một cái thành công. Em chấp nhận cái sự thể hiện của anh vừa rồi không? À, dạ, tạm chấp nhận. Dạ. Tạm thôi chứ chị là chị thấy chưa được đó. Bạn hãy khai thật, bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương và không thích nhất điểm nào của đối phương. Cái này là nói thẳng, nói thật không đó nha. Người ta nhận xét mình cũng đừng buồn nha. Không, em thích thật. Rồi nhìn đi, nhìn kỹ vào. Thích nhất điều gì trên gương mặt này và cái gì không thích ở trên gương mặt này? Em thích nhất là cặp chân mày. Trời ơi, cặp chân mày. Đâu, tôi qua từ góc nhìn này tôi nhìn coi. Cặp chân mày, mày rậm ha. Dạ. Rồi, tiếp. Cái gì không thích? Không thích là... em nghĩ anh không có gì mà để em không thích hết. Tại vì đầy đủ tất cả mọi thứ. Không bị tích, không bị gì hết. Không bị gì hết. Dạ. Bị hết thành thật, phải không? Anh sẽ được thành thật cho nên. Dạ, không, cái đó em nói thật. Rồi cái vụ hồi nãy em nói hói hay sao? Vậy có hói không? Hay là ok? Cái này giống như là thêm suy nghĩ là chán cao học giỏi. Mắt mũi miệng ok hết luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ghê vậy, râu em thích luôn hả? Anh cạo vậy là được rồi, đừng có để dài quá, em hơi sợ thôi. Rồi, vậy là em hoàn hảo trong mắt cô ấy. Cô ấy không chê vào đâu được, nhưng bấm nút hẹn hò hay không chưa biết nha. Đừng có nghe người ta khen vậy mà mừng. Nói chung có những người có những cái gương mặt á, mắt mũi miệng người ta xấu, nhưng mà góp chung vô gương mặt ta rất là dễ thương. Nhưng mà có những người nhiều khi là cái mặt mắt mũi miệng đẹp hết á, nhưng mà góp chung vô gương mặt không có dễ thương. Em có nghe điều đó chưa? Dạ có rồi. Hy vọng em là không phải nằm những cái vế đó. Em là mắt mũi miệng đẹp hết, vô chung gương mặt đẹp tuyệt luôn, hoàn hảo dữ vậy hả ta? Nãy giờ tôi nhìn mà tôi không biết là em hoàn hảo như vậy luôn trong mắt cô ấy luôn á. Em cũng không nghĩ là em hoàn hảo đến mức như vậy. Rồi ok, như vậy là cũng trao đổi với nhau thật là vui rồi ha. Bây giờ mọi người hãy nói cho đối phương nghe, hoặc là nhận xét về cô ấy, nhận xét về anh ấy, hoặc là cảm xúc thật sự trong lòng mình. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình cảm thấy như thế nào, mình cảm nhận cái cuộc gặp gỡ này như thế nào, mình mong muốn điều gì. Mỗi người 30 giây hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cái điều thật lòng nhất mà mình nghĩ hiện tại là phút này, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, mời em trai. Theo anh thì anh nghĩ là em một cô gái độc lập, nhưng cũng có một chút cá tính. Thì những gì em đang trải qua bây giờ anh cũng thấy cũng là giống như anh hồi xưa đã trải qua, như giống như em vậy. Thì em cũng có đi học, đi làm, nó cũng khá là độc lập, cũng khá là mạnh mẽ, cũng có ý chí, ý thức học, cũng có ý chí cầu tiến. Thì anh thích là những mẫu người như vậy. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Không có một cái cảm xúc gì của mình. Em cảm nhận về cô ấy như thế nào?
trái tim em có cái chút xíu gì, nó có một cái mách bảo gì, đây là cái người mình đang tìm hay không, có rung động một xíu nào hay không, hay là nó như thế nào? Dạ, rung động thì chắc chắn là có. Rồi, mời em gái. À, hôm nay đến với chương trình này em rất là vui vì được gặp được anh và gặp cô Cát Tường. À, cảm xúc hiện tại của em thì em cảm giác được là anh này sao mà gần thân thuộc với em. Dạ, chắc là do hai nhà gần nhau nên là em nghĩ gần như vậy. Em nghĩ anh là một người ấm áp, một người ấm áp và có thể che chở cho em. Hay quá. Cảm ơn em. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Cảm xúc rung động mới bấm, còn không không bấm, hãy dành cái quyền ưu tiên lại dành cho những người khác, những người rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian, cảm ơn hai bạn. Quý vị rất là vui đúng không ạ? Và hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn, như vậy là hai bạn có thể tạm thời về một phía. Tôi chưa dám nói về một nhà, chỉ là về một phía thôi. Hãy nắm tay nhau ở cái cảm nhận đầu tiên. Đây là cơ hội đầu tiên mà chương trình dành cho hai bạn nhé. Một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Chúc hai bạn sẽ sớm báo được tin vui cho chị Tường và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. À, cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cặp đôi đã thành công bấm nút hẹn hò với nhau rồi. À, quý vị hãy luôn luôn theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình quý vị nhé. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa sẽ được phát sóng vào tất cả các buổi trưa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trang fanpage của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị hãy theo dõi, đón xem, hãy bình luận, hãy chia sẻ những thông tin của mình hoặc là sẽ nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.